Chương 2322, ai mới là người người không thể trêu? Nhìn xem lý thất Dạ hướng phía bên mình đi tới, ngũ hiền nghị cũng không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, không khỏi lui về phía sau vài bước. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngũ hiền nghị hét lớn một tiếng nói. Ngươi cứ nói đi. Lý thất Dạ cười mỉm nói, ta là có một thời gian ngắn không có giết người, đột nhiên có chút ngứa tay, cho nên muốn tiếp qua qua tay nghiện. Ngươi, ngươi cũng đừng săn bậy. Ngũ Hiền nghĩ sắc mặt bạc màu, Quát to, không hề nghi ngờ, hắn cũng biết lý thất dạ là so với hắn tự mình cường đại. Nếu như ta sằng bậy đâu này? Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Ngươi, ngươi phải biết, ta, ta tuy nhiên là một người, nhưng ta chu sư huynh thế nhưng mà sứ đồ, ngươi, ngươi, ngươi dám động ta, sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ngũ Hiền Nghị âm thanh quát to một tiếng nói ra, sứ đồ là vật gì ăn ngon sao lý thất dạ vô tình nói ra ngũ hiên nghị sắc mặt đại biến kêu to nói ta chu sư huynh chính là một thiếu chủ tọa hạ sứ đồ được một thiếu chủ coi trọng ngươi nên biết chúng ta là một thiếu chủ người nếu như ngươi giết ta tự là cùng một thiếu chủ thề không lưỡng lập một thiếu chủ khủng bố chỉ sợ không cần thiết ta đi nhiều lời ngươi ngươi cần phải tin tưởng đấy Ngũ Hiền Nghị rốt cục chuyển ra sau lưng của hắn chỗ dựa rồi, ở thời điểm này hắn cũng bị dọa sợ rồi, không thể không chuyển ra sau lưng mình chỗ dựa danh hào đến dọa lý thất dạ. Đem làm Ngũ Hiền Nghị chuyển ra sau lưng của hắn chỗ dựa thời điểm, thế hệ trước cường giả đều biến sắc, thế gia lão tổ, đại giáo trưởng môn, đều thoáng cái thần thái ngưng trọng lên, coi như là đan vương phong tiếu trần cũng là thần thái ngưng trọng lên. Đặc biệt là ngũ hiền nghị báo ra một thiếu chủ như vậy một cái danh hiệu thời điểm. Không biết rõ có bao nhiêu người trong nội tâm run sợ một chút, ngược lại không ít người trẻ tuổi ngược lại không biết rõ, một thiếu chủ danh hào, rất nhiều trẻ tuổi chỉ biết ngủ hiền nghị đi theo hắn sư huynh Chu Chí Khôn đã tìm được không được chỗ dựa rồi, ông vào đùi rồi, liền rất nhiều đại giáo cương quốc đều muốn bán cho hắn ba phần tình cảm rồi. Một thiếu chủ là thần thánh phương nào nha? Có vãn bối nhịn không được thấp giọng hỏi thăm trưởng bối của mình. Suỵt, có trưởng bối lập tức nhường vãn bối của mình dừng lại thanh âm thấp giọng nói, không thể nói trước. Không thể nhắc tới, đây là một cái không thể nói chuyện nhiều nhân vật. Một thiếu chủ, chưa từng nghe qua. Họ mộc là cái khỉ gì? Lý thất dạ hời hợt, vừa cười vừa nói. Ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lần này ngũ hiền nghị sắc mặt đại biến, kêu to nói, ngươi, ngươi dám như thế khinh nhần một thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ, lời này truyền đến một thiếu chủ trong tai, chỉ sợ là diệt cửu tộc. Lần này ngũ Hiên nghị không chỉ là bị lý thất dạ dọa sợ rồi, đồng thời hắn cũng bị lý thất dạ mà nói dọa sợ rồi, bởi vì như thế khinh nhận một thiếu chủ. Lời này truyền đến trong tai của hắn, chỉ sợ một thiếu chủ cũng đều vì chi tức giận, một khi một thiếu chủ tức giận, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Nhưng ngũ hiền nghị lời nói còn không có rơi xuống, lý thất Dạ thân ảnh lóe lên, ngũ Hiên nghị cổ thoáng cái bị lý thất giả tạp trụ rồi, cả người đều bị Lý Thất Dạ treo lên đến. Khinh nhận. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, cái gì gọi là khinh nhận? Cửu thiên thập địa chúng thần, dám đối với ta bất kính, cái kia chính là khinh nhận. Một cái dung dế mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta đề khinh nhận hai chữ. Cái gì một thiếu chủ đấy? Ở trước mặt ta liền quỳ thè lưỡi ra liếm dậy của ta ngọn nguồn tư cách đều không có, chớ nói khinh nhận hai chữ. Ngươi, ngươi, các ngươi nhanh ngăn lại hắn cái tên điên này, bằng không mà nói, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi toàn bộ trường sinh đạo thống đều sẽ gặp nạn, một thiếu chủ đáng sợ, các ngươi nên biết đấy, một khi một thiếu chủ tức giận, chỉ sợ trường sinh đạo thống đều sẽ tan thành mây khói. Đối mặt lý thất giả ác ma y hệt dáng tươi cười, ngũ hiền nghị bị dọa đến tê lăng n chảy, dọa được hồn đều bay lên. Nghe được ngũ hiền nghị nói như vậy, không ít thế gia trưởng lão. Đại giáo trưởng môn đều vì đó biến sắc chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Công tử, lui một bước trời cao biển rộng, có một số việc cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Có một vị thế gia nguyên lão ho khang một tiếng, hữu ý khuyên can lý thất giả nói ra. Đúng nha, lui một bước trời cao biển rộng. Dù sao một thiếu chủ chính là theo bên trên người đến, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có một vị thế gia lão tổ cũng mở miệng khuyên. Ngược lại ở giữa sân nhất quyền cao chức trọng đang vương phong tiếu trần lại không mở miệng rồi, hắn hiểu được lý thất giả cá tính. Ngay cả mặt mũi hướng toàn bộ vạn thống giới tuyên chiến hắn đều không chỗ nào kiên kỵ người, bằng chính là một cái mộc thiếu chủ là dọa hắn không được đấy. Ngươi, ngươi đã nghe được a? À, nếu như ngươi thật sự vì trường sinh đạo thống suy nghĩ, liền lập tức thả ta, ta còn có thể ở mộc thiếu chủ trước mặt nói ngọt một đôi lời, không chỉ là có thể bảo vệ trường sinh đạo thống, thậm chí đối với ngươi mà nói đều là có thiên đại chỗ tốt, nói không chừng có thể đăng lâm bên trên, nói không chừng tương lai ngươi muốn đi lên, có một thiếu chủ chống ngươi, ngươi liền có thể hoành hành bát phương. Ngũ Hiền Nghị lập tức lớn tiếng nói. Ngũ Hiền Nghị không chỉ là uy hiếp lý thất dạ, coi như là lợi dụng lý thất dạ. À, nói như vậy, vị này một thiếu chủ bổn sự rất lớn rồi. Lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đậm dáng tươi cười rồi đem làm lý thất giả cái này lời vừa nói ra thời điểm tất cả mọi người cho rằng lý thất giả đây là chịu thua rồi có một ít thế gia nguyên lão cũng không khỏi vì đó nới lỏng một cái trung khí đều cảm thấy lý thất giả chịu thua là một chuyện tốt nhưng ở tràng mục nhã lan cùng tần thực dược hai người các nàng lập tức biết rõ đại sự không ổn rồi đem làm lý thất giả lộ ra nồng đậm dáng tươi cười thời điểm cái kia tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt vậy thì ý nghĩa có người muốn tử vong rồi đó là đương nhiên rồi. Ngũ Hiền Nghị còn không biết sắp chết đến nơi, lớn tiếng nói, một thiếu chủ chính là thiên thần Giáng Lâm, là vô thượng thần trụ chi nhà xuất thân, càng là thượng thiên sủng nhi, trên thế gian tầm đó không người tới địch nổi người. Thượng giới Mộc Gia, càng là quyền dốc muôn đời, thủy tổ, chân đế xuất hiện lớp lớp, cuộn sạch quét ngang tam tiên giới. Răng rắc, một thanh âm vang lên, ngũ hiền nghị cái kia khoác lác lời còn chưa nói hết đã bị lý thất Dạ thoáng cái vặn gãy cổ. Ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta, cổ bị vặn gãy, ngũ hiền nghị còn có một hơi tại, dọa được hồn phi phách tán, hét lên một tiếng. Có gì không dám giết? Lý thất Dạ hời hợt nói, nếu như thượng thiên đều có lợi của con, ta cũng theo bị giết không tha, huống chi là một cái dung dế. Ba, một thanh âm vang lên, lý thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, ngũ hiền nghị cả người hóa thành huyết vụ liền đập vỡ er cốt cặn bã đều không có còn lại. Đáng tiếc, không thể cho ngươi cho cái kia cái gì một thiếu chủ mang hộ một cái lời nhắn. Lý thất giả phủi tay, phong khinh vân đạm nói, cần phải cho ngươi chuyển cáo một chút hắn, về sau gặp được ta rồi, thế giới có xa lắm không, tự cho ta trốn rất xa, nếu không ta sẽ tháo xuống đầu lâu của hắn treo ở trên trời. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện biến thành yên tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người đều hút một hơi hơi lạnh lý thất dạ lời này quả thực tự là hướng một thiếu chủ tuyên chiến nha tại vạn thống giới ai không để cho một thiếu chủ tình cảm không muốn nói là đại giáo cương quốc chính là một cái đạo thống đều phải cho một thiếu chủ tình cảm bởi vì một thiếu chủ lai lịch quá dọa người rồi công tử nghe nói một thiếu chủ chính là theo đế thống giới xuống đấy hắn hắn bên trên tư nghiêm túc dọa người không gì sánh được có hay không địch người bảo kê nghe nói tùy tùy tiện tiện đều có thể diệt một cái đạo thống có một vị thế gia lão tổ nhìn không được nhẹ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ nói ra. Cái kia chuyện thật tốt nha. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, luôn giết một hai cái tiểu bối, cái kia rất không có ý tứ, nói không chừng người khác biết cười ta theo cường lấn yếu. Đến cái gì mộc thiếu chủ, đến cái gì thần trụ chi nhà. Đến cái gì vô địch chân đế, thủy tổ đấy, đó mới có ý tứ nha. Chém một cái mộc thiếu chủ, cái kia quá mất cấp bậc rồi việc cái gì thần trụ chi nhà, đồ sát 180 cái chân đế, đó mới so sánh đã ghiền, bằng không mà nói, tam tiên giới có ai biết rõ ta đệ nhất hung nhân uy danh đâu này. Lý thất giả lời này nói được hời hợt, nhưng lại khiến người nghe được kinh hãi e rời nhảy, tất cả mọi người vì đó liếu lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không biết lý thất giả thật là cùng vọng vô tri, thật sự chính là có bổn sự kia, nhưng đa số trong lòng người đều cảm thấy lý thất giả khẩu khí quá lớn quá không biết rõ trời cao đất rộng rồi tốt rồi hiện tại còn có vị nào đối với ta có ý kiến đây này vị nào bằng hữu đối với ta lên đệ nhất nén hương cầm phản đối thái độ đây này nếu như là có có thể đứng ra nói nói lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói ta người này không có gì tốt ưu điểm ưu điểm lớn nhất tựu là theo dáng như chảy hoan nghênh mọi người nhắc tới ý kiến hoan nghênh mọi người đến phản đối ta Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều hai mặt nhìn nhau rồi, hiện tại ai còn dám đứng ra phản đối hắn. Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu, Hoàng Quyền Uy. Ngũ Hiền nghĩ kết quả của bọn hắn tự là tốt nhất vết xe đổ. Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu xem như so sánh may mắn được rồi, không có giống Hoàng Quyền Uy, Ngũ Hiền nghĩ như vậy rơi cái tan thành mây khói hạ tràng. Đại sư Huynh, thỉnh điểm hương. Lúc này không người nào dám lên tiếng, trường sinh cốc đệ tử lập tức vì lý thất dạ dẫn đường. Lý thất dạ chỉ là cười cười, nhặt dai trên xuống, tự tại khoan thai, căn bản liền không giống như là vừa mới hai người đồng dạng, một nhã lan cùng tần thược dược đi theo tại sau lưng. Đi chưa được mấy bước, lý thất dạ quay đầu. Nhìn ở đây tất cả mọi người liếc, phong khinh vân đạm vừa cười vừa nói, lời nói thô tục quê mù mà nói, hiện tại quỳ thè lưỡi ra liếm trường sinh cốc còn kịp. Chợ ta quét ngang cửu thiên thập địa thời điểm, đến lúc đó muốn quỳ thề lưỡi ra liếm đều không tới phiên các ngươi rồi. Lời nói vừa rơi xuống, nhặt dai trên xuống, đi vào nhà tranh. Mọi người xem lấy lý thất giả đi vào nhà tranh rồi, trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặt, rất nhiều người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại thời khắc này không ít trong lòng người đều vì đó dao động lên. Vạn thọ quốc như mặt trời ban trưa. Khí diễm cuồn cuộn, vũ lực mạnh, tự hồ đã bao trùm tại trường sinh cốc phía trên, thậm chí có quét ngang toàn bộ trường sinh đạo thống xu thế. Cũng chính bởi vì như thế, cái này nhường rất nhiều người do dự, hơn nửa trường sinh cốc điều thấp, nhường mọi người trong nội tâm đều dao động, có lẽ trường sinh cốc thật là xuống dốc suy yếu rồi. Nhưng, hiện tại với tư cách trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ ngang trời xuất thế, bá đạo hung mảnh, cái này tự hồ thoáng cái đã quét bao phủ trên trường sinh cốc không y mai, tự hồ tại đây trong một chớp mắt nhường không ít người trong lòng đối với trường sinh cốc lại thấy được hy vọng. Ở thời điểm này, rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi vì đó dao động, có lẽ vạn thọ quốc không hề nhất định nếu muốn giống như trong cường đại như vậy, mà trường sinh cốc cũng không nhất định như ngoại giới chỗ suy đoán cái kia sao suy yếu. Ken, 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 từng đợt tiếng chuông vang lên, xa xưa mà hóng sáng, lúc lý thất giả dạ đốt lên đệ nhất chi hương về sau, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ dược lương cái này tỏ rõ lấy trường sinh đạo thống tế tự đại điển sắp bắt đầu. Chương 2323, Bảo Tố Khúc Nhạc Dạo Đem làm đệ nhất nén hương sau khi đốt, khoan thai tiếng chuông thoáng cái vang vọng toàn bộ dược lư, nghe thấy dạng tiếng chuông về sau, đến từ chính trường sinh đạo thống tất cả môn phái tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tinh thần chấn động, mọi người đều biết, tế tự đại điển muốn bắt đầu, cái này cũng sẽ tỏ rõ lấy trường sinh đạo thống một cái thời đại muốn tiến đến rồi. Đổi lại là trước kia, hào khí còn xa không có như thế khẩn trương cùng không đồng dạng, dù sao tại trước kia tế tự đại điển cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Trường sinh cốc sẽ yên nguyên trưởng chấp lấy trường sinh đạo thống, trường sinh đạo thống yên nguyên sẽ muôn đời như một ngày truyền thừa phát triển. Nhưng là lúc này đây nghi thức tế lễ đại điển mọi người đều biết trường sinh đạo thống đem có khả năng biến thiên, vạn thọ quốc sẽ đoạt quyền. Tại lúc này thế cục phía dưới, trường sinh đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa đều ông lấy không đồng dạng như vậy tâm tình. Có người thì chờ mong lấy, có người thì vì đó lo nghĩ, cũng có người thì thấp thỏm không yên bất an. Vạn thọ quốc hoàng đế đích thân tới, đại biểu cho trường sinh đạo thống tự mình đã tiếp kiến vạn thống giới tất cả đại đạo tổng đại biểu cũng muốn cùng Dương Minh tán nhân cùng bàn tương lai đại kế. Ngay tại khoan thai tiếng chuông vừa vang lên không bao lâu về sau, dược lưu truyền ra như vậy một tin tức. Cũng không biết có phải hay không là có người cố ý thả ra tin tức này, tại thời gian ngắn nhất ở trong, tin tức như vậy thoáng cái như bảo tố đồng dạng cuộn sạch toàn bộ dược lưu. Nghe được tin tức như vậy, đến đây tham gia tế tự đại điển trường sinh đạo thống tất cả môn phái tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rùng mình cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Coi như là có mặt khác đạo thống đại biểu đến đây tham gia Trường Sinh đạo thống tế tự đại điển. Vậy cũng phải là do Trường Sinh Cốc tiếp đãi, dù sao Trường Sinh Cốc là trưởng chấp lấy Trường Sinh đạo thống quyền hành, cũng chỉ có Trường Sinh Cốc có cái này quyền lực đại biểu cho Trường Sinh đạo thống. Hiện tại Vạn Thọ quốc hoàng đế dĩ nhiên là lướt qua Trường Sinh đạo thống, trực tiếp đã tiếp kiến vạn thống giới tất cả đại đạo tổng đại biểu, cái này đâu chỉ là bao biện làm thay nha đây quả thực là cướp lấy, tư mã tâm, ai ai cũng biết. Càng làm cho trường sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm rùng mình chính là vạn thọ quốc hoàng đế vậy mà có thể mời đến Dương Minh Tán Nhân. Vậy thật sự không đồng dạng rồi. Dương Minh Tán Nhân, chính là Dương Minh Giáo Giáo Chủ, cùng trường sinh chân nhân là trước mắt vạn thống giới hai đại đạo nhân một trong, thâm bất khả trắc, mười phần cường đại. Một phần vạn dương minh tán nhân thật sự sẽ đại biểu dương minh giáo ủng hộ vạn thọ quốc hoàng đế, vậy ý nghĩa một khi vạn thọ quốc đoạt quyền thành công, vạn thống giới rất nhiều đạo thống sẽ nhận đồng vạn thọ quốc hợp pháp địa vị, cái này sẽ đối với trường sinh cốc sinh ra thật lớn trùng kích. Dù sao dương minh giáo cường đại, tại vạn thống giới là có thể sắp xếp trước ba. Thậm chí có người cho rằng nó chính là vạn thống giới thứ nhất, nếu quả thật có thể tranh thủ đến dương minh giáo nhận đồng, vậy thật sự không đồng dạng rồi trường sinh cốc phạm diệu chân một đám đệ tử muốn câu dẫn ma đạo, soán trường sinh đạo thống đại vị, bị vạn thọ quốc hồi xuân công tử nhìn thấu. Ngay tại vừa mới truyền ra vạn thọ quốc hoàng đế tiếp kiến dương minh tán nhân bọn hắn thời điểm, ngay sau đó truyền ra một cái kinh thiên tin tức. Tin tức này vừa truyền tới, nháy mắt toàn bộ dược lư đều tự như nổ đồng dạng, tại dược lư hết thảy trường sinh đạo thống tu sĩ cường giả đều thoáng cái kinh hải, đặc biệt là có chút lớn giáo thế gia trưởng lão lão tổ, càng là sắc mặt đại biến, thoáng cái biết rõ đại thế không ổn rồi. Ngay tại vừa mới vạn thọ quốc hoàng đế đi gặp Dương Minh tán nhân một nhóm, hiện tại tự truyền ra trường sinh cốc phạm diệu chân bọn hắn câu dẫn ma đạo, tin tức như vậy tới không khỏi quá lập tức, quá nhanh đi. Đây quả thực là dường như có dự mưu đồng dạng, hết thảy đều án chiếu lấy đã dự định tốt kịch bản phát triển đồng dạng. Phạm Diệu chân một nhóm đệ tử mưu phản binh bại, một đám đệ tử do vạn thọ quốc bắt giữ chờ thẩm vấn. Đầu sỏ phạm diệu chân trốn vào đi, trốn vào ngọn núi chính. Hồi xuân công tử mang theo mọi người đuổi vào ngọn núi chính, thầy nhất định phải truy nã phạm diệu chân. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, cái thứ ba tin tức ngay sau đó nổ tung dược lư rồi. Đùa thật được rồi, đây là vạch mặt, vạn thọ quốc muốn cùng trường sinh cốc cùng chết đến cùng coi như là thế gia lão tổ nghe được tin tức như vậy đều sắc mặt vì đó đại biến phạm diệu chân là người ra sao ư đây là mọi người đều biết đấy nàng là trường sinh chân nhân đại đệ tử thường thường vì trường sinh chân nhân chia sẻ các loại sự vụ có thể nói tại trường sinh đạo thống rất nhiều người đều tán thành phạm diệu chân địa vị bất luận là tiếp người nán lại vật đều là có phong cách quý phái từng có một lần thậm chí rất nhiều người đều cho rằng phạm diệu chân sẽ kế thừa trường sinh chân nhân đại vị hôm nay vạn thọ quốc đột nhiên tuyên bố phạm diệu chân là cấu kết ma đạo muốn sáng đại vị thậm chí vạn thọ quốc trực tiếp muốn tập mệnh phạm diệu chân chuyện như vậy cái kia quả thực tự là lời nói vô căn cứ hơn nữa là triệt để đi quá giới hạn không nói trước phạm diệu chân có phải thật vậy hay không cấu kết ma đạo coi như là thật sự cấu kết ma đạo rồi đó cũng là không tới phiên vạn thọ quốc đến làm chủ cũng phải do trường sinh cốc đến thanh lý môn hộ hiện tại vạn thọ quốc trực tiếp lướt qua trường sinh cốc lập tức đối với phạm diệu chân động thủ muốn truy nã nàng đây là hoàn toàn không đem trường sinh cốc để ở trong mắt rồi là muốn triệt để đoạt quyền rồi tại tin tức như vậy truyền lúc đi ra tất cả mọi người đều trong nội tâm sợ hãi bởi vì vạn thọ quốc đoạt quyền đã không phải là dừng lại có lý luận lên cũng không hề dừng lại tại thăm dò giai đoạn mà là trực tiếp đã phát động ra đoạt quyền rồi tuy nhiên trước đó cũng là có đủ loại báo hiệu nhưng vạn thọ quốc đột nhiên làm khó dễ, cái này cũng không tránh khỏi tới quá là nhanh, bảo tố đột nhiên giáng lâm, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, có thể nói là giết được tất cả mọi người bó tay không bằng. Diệp gia, Lưu Dục Tông, Tuyết Phiêu Quốc Đợi một đám môn phái thế gia cùng Phạm Diệu chân cấu kết ma đạo, ở đây các đệ tử đều do vạn thọ quốc bắt giữ chờ thẩm vấn, hiện tại do vạn thọ quốc toàn diện tiếp trưởng tế tự đại điển. Tất cả mọi người còn không có từ nơi khiến người khiếp sợ trong tin tức phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái thứ ba trung động người sơ tin tức truyền tới rồi. Vừa nghe đến tin tức như vậy, thoáng cái nhường trường sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì dịp gia, tuyết phiêu quốc những này trường sinh đạo thống thế gia truyền thừa đều là trường sinh cốc mạnh mẽ người ủng hộ, những môn phái này truyền thừa vẫn luôn là theo sau trường sinh cốc đấy, có thể nói là già dặn rồi hiện tại vạn thọ quốc thoáng cái đem những môn phái này truyền thừa hết thảy tại dược lư đệ tử đều áp thu trực tiếp một mẻ hốt gọn toàn bộ đều bắt vạn thọ quốc cái này đâu chỉ là đoạt quyền nha đây là diệt trừ đối lập cũng là gạt bỏ mất trường sinh cốc trợ giúp lực lượng nghe đến mấy cái này trường sinh cốc mạnh mẽ tùy tùng đều bị một lưới báo tận cái này nhường trường sinh đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không khỏi vì đó mỗi người cảm thấy bất an đặc biệt là thực lực không đủ cường đại môn phái truyền thừa ở thời điểm này không khỏi lo âu, bởi vì ở thời điểm này bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn, là đứng trường sinh cốc bên này. Còn là phụ thuộc vạn thọ quốc đâu này? Tế tự đại điển ngày mai cử hành, trường sinh đạo thống bất kỳ môn phái nào đều có thể tham gia, đại điển để cho vạn thọ quốc hoàng đế chủ trì. Vạn thọ bệ hạ sẽ liên hợp tất cả mọi người quét sạch độc chảy, còn trường sinh đạo thống một cái sáng sủa trời nắng. Ở thời điểm này, vạn thọ quốc rốt cục thả ra rất chính thức chính thức tin tức. Nếu như nói bên trên tin tức chỉ là do mặt khác phương pháp truyền tới tin tức, thiệt giả không thể xác định, như vậy cái này một đầu tin tức do vạn thọ quốc tự mình tuyên bố, vậy thoáng cái biến thành không đồng dạng rồi. Vậy thì ý nghĩa vạn thọ quốc nắm giữ đại thế. Quá được quá là nhanh, mưa to gió lớn nháy mắt tiến đến. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, vạn thọ quốc liền đoạt quyền, thay thế trường sinh cốc, Chủ trì Tế tự Đại điển, đây là hạng gì thần tốc, đây là hạng gì bá khí. Tuy nhiên rất nhiều người đều dự liệu được Vạn Thọ Quốc sẽ đoạt quyền, nhưng hiện tại đối với rất nhiều người mà nói, không khỏi tới kịp nhanh a. À, tại ngắn ngủi thời gian ở trong tự thay thế Trường sinh cốc Chủ trì Tế tự Đại điển, cái này cũng không tránh khỏi quá trung động nhân tâm đi à nha? Vạn Thọ Quốc thật sự có thực lực thay thế Trường sinh cốc sao? Có thế hệ trước cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó phỏng đoán. Dù sao trường sinh cốc đã trưởng chấp trường sinh đạo thống vô số năm tháng rồi, không biết rõ đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vẫn là sừng sững không ngã, hơn nữa cho tới nay không có có bao nhiêu người biết rõ trường sinh cốc đến tột cùng còn có bao sâu dày nội tình. Cái này sợ là có khả năng rồi, cái này mấy cái thời đại đến nay vạn thọ quốc có thể nói là hậu tích bạc phát, sự mạnh mẽ chính là như mặt trời ban trưa. Vạn thọ quốc theo vũ lực cái thế, có thể gọi vô địch. Trường sinh cốc tuy nhiên là đang, dược, y các phương diện độc nhất vô nhị, nhưng vũ lực cuối cùng không phải trường sinh cốc sợ trưởng nha. Có thế gia lão tổ cũng không khỏi vì đó dao động, hữu tâm đầu nhập vào phụ thuộc vạn thọ quốc. Dù sao cái này mấy cái thời đại đến nay trường sinh cốc đều thấp đến độ sắp khiến người không đế ý đến, tất cả mọi người cảm thấy trường sinh cốc suy yếu rồi, đã là như mặt trời sắp lặn rồi, không còn là năm đó chính là cái kia trường sinh cốc rồi. Đặc biệt là đối mặt hùng hổ dọa người vạn thọ quốc, trường sinh cốc cho tới nay đều là bảo trì nhượng bộ tư thái đây càng nhường rất nhiều người cho rằng trường sinh cốc thật sự không được tại vũ lực bên trên sớm đã bị vạn thọ quốc xa xa đã vượt qua nhật hành môn nguyện ý hiệp trợ vạn thọ bệ hạ cử hành tế tự đại điển tại vạn thọ quốc thả ra tin tức không có trong chốc lát liền lập tức có môn phái hướng vạn thọ quốc đầu phục phạm liên bảo cũng nguyện ý hiệp trợ vạn thọ bệ hạ hoàng hà đảo cũng nguyện ý hiệp trợ vạn thọ bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn, không ít đã từng ông lấy lắc lư không chừng tư thái môn phái truyền thừa tại ngắn ngủi thời gian ở trong tự nhau nhau đầu phục vạn thọ quốc, thoáng cái toàn bộ trường sinh đạo thống hào khí thay đổi dạng, không ít môn phái thoáng cái đều đầu phục vạn thọ quốc. Danh tiếng thoáng cái đại biến, đây càng lộ ra trường sinh cốc suy sụp. Trường sinh cốc thật sự muốn xong chưa? Trường sinh chân nhân chẳng lẽ thật sự trọng thương bỏ mình sao? nhìn thấy nhiều như vậy môn phái truyền thừa nhau nhau quan hướng về phía vạn thọ quốc, mà trường sinh cốc yên nguyên trầm mặt, cái này nhường những cái kia kiên định ủng hộ trường sinh cốc môn phái truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi vì đó lo lắng lo lắng. Trường sinh cốc đã xuống dốc, trường sinh đạo thống muốn phục hưng, phải lựa chọn một cái hoàn toàn mới người cầm quyền. Vừa lúc đó một ít đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa bắt đầu thổi phồng nhắc đến vạn thọ quốc tính hợp pháp đến rồi. Nói không sai, Trường sinh đạo thống như trăm lại tiếp tục do trường sinh cốc trưởng chấp xuống dưới, tất nhiên sẽ đạo nguyên khô kiệt, đạo thổ nứt vỡ. Đến lúc đó chúng ta ức vạn sinh linh đã thành không nhà để về. Vì chúng ta ức vạn sinh linh phúc lợi suy nghĩ, chúng ta trường sinh đạo thống cần phải do càng cường đại hơn vạn thọ quốc đến trưởng chấp trường sinh đạo thống phục hương trường sinh đạo thống, do vạn thọ quốc bắt đầu. Tại tự ngắn ngủi thời gian ở trong, các loại ủng hộ vạn thọ quốc khẩu hiệu vang vọng dược lưu thậm chí là vang vọng trường sinh đạo thống. Chương 2324, Trống trận lôi Tại ngắn mũi thời gian ở trong, các loại huyên trầm rỉ vang vọng dược lư, đặc biệt là đứng ra đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa, càng là các loại thổi phòng vạn thọ quốc, muốn khiến cho vạn thọ quốc sáng vị đoạt quyền hợp pháp hóa. Trường sinh cốc thật là xuống dốc sao? Ở thời điểm này, quản Chi là kiên định ủng hộ trường sinh cốc môn phái truyền thừa, gặp trường sinh cốc vẫn không có động tĩnh, cũng không khỏi lo lắng lo lắng. Phạm Diệu chân trốn vào ngọn núi chính ở trong chỗ sâu, đã trốn vào trong mây mù. Hồi Xuân Công Tử đã leo lên ngọn núi chính đỉnh núi. Đoạn đi Phạm Diệu chân đường đi, ngọn núi chính cửa vào cũng bị vạn thọ quốc lão tổ phong tỏa, đuổi bắt Phạm Diệu chân, chỉ sợ là sớm muộn sự tình. Tại lòng người bàn hoàng thời điểm, dược lư càng là có người thả ra mới nhất tin tức theo lớn mạnh vạn thọ quốc uy danh cái này sợ là đại thế đã định trường sinh cốc thật sự xuống dốc rồi có trưởng lão sắc mặt bạc màu thì thào nói trường sinh đã chết vạn thọ sắp lập gặp vạn thọ quốc như mặt trời ban trưa những cái kia đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa càng là kêu gạo không ngừng bọn hắn cái này đã vì vạn thọ quốc cường tráng uy danh cũng là vì chính mình thêm can cảm lượng trường sinh đã chết vạn thọ sắp lập trong khoảng thời gian ngắn như vậy khẩu hiệu tiếng vang triệt toàn bộ dược lư nhường rất nhiều người đều không được an bình một đám dung dế mà thôi ngay tại sao động không gì sánh được kêu gạo trong tiếng một cái khoang thai thanh âm vang lên cái này khoang thai thanh âm hời hợt vang vọng toàn bộ dược lư tế tự đại điển phía trên ta lấy hết thảy phản đồ đầu treo tại ngọn núi chính phía trên theo tế tiên hiền cái này tự nhiên tự tại thanh âm tuy nhiên không to rõ, nhưng lại truyền khắp toàn bộ dược lư. Cũng là rõ ràng không gì sánh được truyền vào mỗi một người trong tai. Cái này lời vừa nói ra, so về vạn thọ quốc các loại đoạt quyền ồn ào náo động không biết rõ bá khí gấp bao nhiêu lần, nói thẳng lấy địch nhân thủ cấp, hoàn toàn là xem nhẹ toàn bộ vạn thọ quốc, đặc biệt là phong khinh vân đạm tư thái, càng là hung hăng càng quấy vô cùng, bể nghệ vạn giới, duy ngã độc tôn. Như thế bá khí lời vừa nói ra, toàn bộ dược lưu thoáng cái đều biến thành không gì sánh được yên tĩnh rồi, quản chi tại vừa mới kêu gào những môn phái kia truyền thừa, thoáng cái đều trầm mặt xuống rồi. Là trường sinh cốc đại sư huynh, trường sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử. Có người nghe ra cái thanh âm này, không khỏi kêu to nói. Trường sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử, trường sinh cốc trút cục bày tỏ thái độ rồi. Có lão tổ không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, theo thanh danh mà nói, vị này thủ tịch đại đệ tử bất quá hồi xuân công tử, thậm chí không bằng phạm diệu chân, nhưng vị này tiệm đầu lộ gốc đích thủ tịch đại đệ tử, ở thời điểm này tỏ thái độ, lại có vẻ không tầm thường. Dù sao trường sinh chân nhân thủ tịch đại đệ tử như vậy một cái danh hiệu không thể coi thường. Hắn nói ra nói như vậy, vậy ý nghĩa là đại biểu cho trường sinh cốc thái độ. Tại vừa mới những cái kia đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa còn gọi trầm rĩ không ngừng, thẳng hô hào trường sinh đã chết, vạn thọ sắp lập khẩu hiệu, nhưng là, lúc lý thất dạ như thế bá đạo thả ra lời nói thời điểm những môn phái này truyền thừa cũng lập tức câm miệng rồi. Quản chi trường sinh cốc thật là xuống dốc rồi, nhưng nó cuối cùng là trường sinh đạo thống chính thống, cuối cùng là dược tiên chân chính truyền thừa, càng quan trọng hơn là, trường sinh cốc trưởng chấp vạn thống giới vô số năm tháng. Nó tại trường sinh cốc địa vị đã là thâm căn cố rễ rồi, như vậy địa vị tại nhất thời nửa khắc thì không cách nào rung chuyển đấy. Kẻ phản nghịch, nên diệt. Ngay tại kêu gào người trầm mặt thời điểm, một cái thanh âm già nua cũng vang vọng dược lư, từ từ nói, trường sinh đạo thống, duy trường sinh cốc chấp chưởng, đi quá giới hạn người, mỗi người chém chết. Cái này thanh âm già nua cũng vang vọng toàn bộ dược lư, hơn nữa là âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Đan vương, phong lão tiền bối, nghe cái này thanh âm già nua thời điểm, dược lưu bên trong không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động. Bách Đan Môn ủng hộ trường sinh cốc. Tại thời khắc này tất cả mọi người đều kịp phản ứng, không khỏi thì thào nói. Đan Vương thật là ủng hộ trường sinh cốc nha. Trước đó một ít người đều có chỗ nghe thấy, nghe nói Đan Vương phong tiếu trần mang theo Bách Đan Môn hướng thủ tịch đại đệ tử thuần phục. Hiện tại Đan Vương phong tiếu trần trước mặt mọi người tỏ thái độ, đây đã là vững tin không thể nghi ngờ. Trường sinh cốc cuối cùng là chúng ta trường sinh đạo thống người cầm quyền, cuối cùng là chính thống. Gặp Đan Vương đại biểu cho Bách Đan Môn ủng hộ trường sinh cốc. Có đại giáo lão tổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, không ít trong lòng người vì đó chấn động, đặc biệt là những cái kia đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa, trong nội tâm càng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như nói, không đi kế luận trường sinh cốc mà nói, theo thực lực mà nói, vạn thọ quốc muốn xưng đệ nhất mà nói như vậy bách đan môn tựu có tư cách xưng thứ hai rồi hiện tại bách đan môn ủng hộ trường sinh cốc vậy thoáng cái biến thành không đồng dạng rồi trường sinh cốc cái này trận doanh vốn có thực lực cái kia tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường huống chi đan vương quản giao thiên hạ bất luận là dương minh giáo lão tổ còn là chu tương võ định bất hủ đều cùng đan vương có giao tình rất sâu đan vương một khi đứng ra hắn lực kêu gọi tựu là không thể khinh thường lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại. Đan Vương ủng hộ trường sinh cốc, thoáng cái nhường những cái kia kiên định đứng tại trường sinh cốc bên này môn phái truyền thừa thoáng cái giống như là ăn hết một viên thuốc an thần đồng dạng. Phong huynh, thế đạo tại biến, phong vân khó lường, cẩn ngôn nha. Ngay tại Đan Vương phong tiếu trần đại biểu cho bách Đan môn ủng hộ trường sinh cốc thời điểm. Dược lưu vang lên một thanh âm, nói chuyện chính là một cái thần võ bay lên lão già, người mặc chiến y bởi nghệ cửu thiên thập địa khí thế chấn nhiếp nhân tâm khí thôn sơn hà tư thế khiến người vì đó kính sợ thái gia lão tổ tông hạo chiến lão tổ chứng kiến lão nhân này lộ diện không ít người thầm giật mình hạo chiến lão tổ cũng tới không tầm thường nha chứng kiến lão nhân này coi như là thế hệ trước cường giả thế gia lão tổ cũng trong nội tâm vì đó rùng mình lão giả này tên là thái đại vĩ là thái gia lão tổ tông người xưng hạo chiến lão tổ, hắn cùng với Đan Vương xưng là là trường sinh đạo thống hai đại lão tổ. Đan Vương chính là theo Đan Đạo xưng lấy hậu thế, mà hạo chiến lão tổ thì là võ đạo tôn hưởng nổi danh, hạo chiến lão tổ chính là một tôn cửu trọng thiên chân thần, đồn đại nói sẽ thành tựu bất hủ. Mặc dù nói, có chút thế gia hoặc cương quốc nội tình cũng rất dậy, bọn hắn cũng cũng có được đăng thiên chân thần, có khả năng còn là cửu trọng thiên chân thần, thậm chí là bất hủ tồn tại nhưng là, những này thế gia cương quốc lão tổ đa số là không thuộc về thời đại này đăng thiên chân thần hoặc là bất hữu tồn tại, bọn họ đều là thuộc về quá khứ một cái nào đó thời điểm đăng thiên chân thần. Thậm chí bọn hắn quản chi là bọn hắn còn sống, thường thường đã không hề vạn thống giới, đã sớm leo lên đế thống giới rồi. Mà hạo chiến lão tổ tắc thì không đồng dạng, hắn là thời đại này đăng thiên chân thần, còn là một tôn cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, so về những cái kia lão hữu không thuộc về thời đại này đăng thiên chân thần đến, hạo chiến lão tổ có được lấy càng tràn đầy bàn bạc huyết khí, cũng có được lấy càng lâu dài tuổi thọ. Cho nên, cho dù mặt khác thế gia cửu trọng thiên chân thần xuất thế, nhưng nếu như không thuộc về thời đại này mà nói, cùng hạo chiến lão tổ quyết chiến. Chỉ sợ đều khó tại lấy được ưu thế, thậm chí không cách nào tới tranh phong. Hạo chiến lão tổ chính là trường sinh đạo thống đương đại chỉ có cửu trọng thiên chân thần, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể cùng Đan Vương nổi danh, được tôn xưng là hai đại lão tổ một trong. Hiện tại hạo chiến lão tổ đột nhiên phát ra tiếng, không biết rõ có bao nhiêu người vì đó ổn định hô hấp, hơn nữa thế hệ trước tu sĩ cường giả vừa nghe đến hạo chiến lão tổ lời này, tất cả mọi người thoáng cái nghe rõ, không hề nghi ngờ, hạo chiến lão tổ là đứng ở vạn thọ quốc bên này, ủng hộ vạn thọ quốc. Vườn đội mũ người, đại nghịch bất đạo, chết không có gì đáng tiếc. Đối với hạo chiến lão tổ mà nói, đàn vương phong tiếu trần thái độ kiên định không gì sánh được, nói chuyện âm vang mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người minh bạch một hồi đáng sợ phong bạo sẽ cùng sạch toàn bộ trường sinh đạo thống rồi. Phong tiếu trần lại một lần nữa tỏ thái độ về sau, hạo chiến lão tổ cũng không nhiều lời nữa, toàn bộ dược lưu lộ ra trầm mặt. Phản đồ dương nhiệt, cấu kết ma đạo, vậy mà còn dám nói khoác không biết ngường ngay một khắc này vạn thọ quốc trốt cục bày tỏ thái độ rồi. Vạn thọ quốc hoàng đế mà nói vang vọng dược lư, lạnh lùng quát trách móc, bổn tọa đem vì trường sinh đạo thống quét sạch phản nghịch, phục hưng trường sinh đạo thống. Ngày mai tế tự đại điển trên, ngươi đợi quỳ nhường ta chém đầu a, à, không phải vậy, diệt các ngươi vạn thọ quốc. Tại vạn thọ quốc hoàng đế lời còn chưa nói hết thời điểm, lý thất dạ mà nói truyền đến dược lư trên không, bá đạo vô cùng trực tiếp đã cắt đứt vạn thọ quốc hoàng đế mà nói nghe được như thế bá đạo vô cùng mà nói rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau xem ra cái này trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử cũng tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện đối mặt vạn thọ quốc cường đại như thế vũ lực vẫn là bá khí vô cùng xem ra là lực lượng mười phần ngày mai tế tự đại điển nhất định chém ngươi đợi phản nghịch vạn thọ quốc hoàng đế tiếng hét phẫn nộ cũng quanh quẩn tại dược lư trên không đem làm vạn thọ quốc hoàng đế thanh âm rơi xuống về sau toàn bộ dược lư lại một lần nữa lâm vào vắng lặng không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm lo nghĩ cũng có không ít tu sĩ cường giả chờ sáng sớm ngày mai có một chút đến mọi người đều biết ngày mai tế tự đại điển sẽ quyết định lấy trường sinh đạo thống vận mệnh cũng sẽ quyết định lấy trường sinh cốc vạn thọ quốc vận mệnh chẳng biết hưu chết về tay ai đâu này trong khoảng thời gian ngắn các loại phỏng đoán nổi lên huyên náo rất nhiều người đều muốn biết kết quả đặc biệt là những cái kia còn không có lựa chọn đứng thành hàng môn phái truyền thừa cũng không khỏi có các loại lo nghĩ hoặc là lúc này đây vạn thọ quốc thật là vô địch rồi nó có thể được đến nhiều như vậy môn phái truyền thừa ủng hộ thực lực không thể coi thường huống chi vạn thọ quốc đây là liền những thứ khác đạo thống đại biểu đều kéo qua đến rồi cái này sợ là vạn thọ quốc có 100% tin tưởng mới có thể phát động lúc này đây đoạt quyền hành động. Có môn phái trưởng môn càng coi được vạn thọ quốc. Cũng có thế gia lão tổ lựa chọn trường sinh cốc, nói ra, trường sinh cốc cuối cùng là trưởng chấp lấy trường sinh đạo thống vô số năm tháng rồi, tuy nhiên điều thấp đến làm cho người nhanh không để ý đến sự hiện hữu của nó rồi, nhưng muôn đời tích lũy, lại đâu là vạn thọ quốc có khả năng so sánh với đấy. Cái này thủ tịch đại đệ tử đến tột cùng là được hay không được đâu này. Đột nhiên toát ra một cái như vậy thủ tịch đại đệ tử đến chủ trì đại cục. Đây là trường sinh cốc không người nào sao? Đối với lý thất giả như vậy một cái thủ tịch đại đệ tử, cũng có rất nhiều người ông lấy thái độ hoài nghi. Dù sao một cái như vậy đột nhiên xuất hiện thủ tịch đại đệ tử, cái này đem như thế nào phục chúng, lại có có tài đức gì chủ trì tế tự đại điển, lại có gì quyền uy đi chấp trường sinh đạo thống người cầm đầu không ít người đối với lý thất giả thực lực biểu thị hoài nghi. Dù sao lý thất giả cái này thủ tịch đại đệ tử cũng là vừa mới xông ra đấy, căn bản chính là không có bất kỳ uy tín có thể nói, căn bản liền không cách nào cùng vạn thọ quốc hoàng đế so sánh với. Chương 2325, nghi thức tế lễ đại điển bắt đầu. Dược đàn, nó cũng là ở vào dược lư ở trong chỗ sâu, nó là xây dựng vào một cái ngọn núi phía trên, ngọn sơn phong này có vạn trượng độ cao, mà toàn bộ dược đàn xây dựng vào đỉnh núi, nó mười phần rộng lớn. Đem làm xa xa nhìn lại thời điểm, dược đàn chỗ ngọn núi giống như là một cái cực lớn linh chi, quảng chi là cái này tòa vạn trượng độ cao vừa thô vừa to ngọn núi, tại cực lớn dược đàn phía dưới, thoạt nhìn cũng như là thật nhỏ cuốn linh chi mà thôi, mà dược đàn tự là cái này cuốn linh chi bên trên linh chi cái dù. Thật lớn như thế dược đàn, có thể nói là có thế nạp 10 vạn người, 10 phần rộng lớn. Đồn đãi nói, năm đó dược đàn không chỉ là bởi vì dược tiên từng lúc này luyện qua đang dược, càng là bởi vì dược tiên từng tại tại đây hiệu lệnh thiên hạ, trưởng chấp càng khôn. Cũng chính bởi vì như thế, trường sinh đạo thống mỗi một lần tế tự đại điển đều lúc này cử hành, đây cũng là tỏ rõ lấy trường sinh cốc quyền uy, chiếu bày ra lấy trường sinh cốc chính là dược tiên truyền thừa chính thống, trưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành, hiệu lệnh thiên hạ đứng trên dược đàn. Ngẩng đầu mà trông, chính là có thể chứng kiến trên bầu trời lơ lửng dãy núi, từng tòa dãy núi lơ lửng tại trên bầu trời, mười phần đồ sộ, đặc biệt là ngọn núi chính nâng lên với thiên, càng làm cho người chịu rung động, tự hồ giống như là dược tiên năm đó ở tại đây lưu lại không cách nào phai mờ dấu vết. Cũng chính bởi vì như thế, có người những này trôi nổi tại trên bầu trời dãy núi xưng chi tổ phong, cũng có người xưng chi vì thải dược phong bởi vì năm đó dược tiên tự là ẩn vào này dãy núi hái thuốc. Hôm nay, nghi thức tế lễ đại điển lúc này cử hành, toàn bộ dược đàn biến thành phi thường náo nhiệt. Cũng biến thành mười phần nghiêm túc, tại đây náo nhiệt, nghiêm túc trong không khí tràn đầy tiêu sát khí tức. Ngoài dược đàn có thềm đá theo phong ngọn nguồn kéo dài trên xuống, tóc hành dược đàn, nhưng giờ này khắc này thềm đá có từng cái cường giả gác, những này cường giả toàn bộ xuất thân từ vạn thọ quốc ngân long quân đoàn, trên người bọn họ áo giáp là ngân quang lóng lánh, dưới ánh mặt trời tự như là ngân xà bay lượn. Trên dược đàn, phía trước nhất chính là bày đặt một trương hoàng tọa, vị trí này nói chung chính là do chủ trì tế tự đại điển người mới có tư cách đi ngồi. Theo tư cách mà nói, dưới bình thường tình huống cái này hoàn tọa chính là do trường sinh chân nhân ngồi đấy, đây cũng là đại biểu cho trường sinh cốc hiệu lệnh thiên hạ, trưởng chấp trường sinh cốc quyền hành. Tại hoàn tọa dưới tay hai bên trái phải, bày đặt một loạt đại sư ghế dựa lúc này tôn quý chính là vạn thọ quốc vì đến từ chính vạn thống giới tất cả đại đạo tổng đại biểu lưu lại đấy như vậy một loạt vị trí tại những năm qua là không có đấy hiện tại vạn thọ quốc lại lưu cho tất cả đại đạo tổng đại biểu đến đây xem lễ bọn hắn cũng muốn mượn tất cả đại đạo tổng đại biểu để chứng minh bọn hắn đoạt quyền tính hợp pháp tại hoàn tọa đối diện chính là từng dãy chỗ ngồi cao thấp tự động cái này chính là vì trường sinh đạo thống các đại môn phái truyền thừa lưu lại vị trí, tại trường sinh đạo thống sắp xếp bên trên danh hào đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đều có tư cách trong này nhập tọa. Tế tự đại điển còn không có bắt đầu thời điểm, trường sinh đạo thống các đại môn phái truyền thừa đều có người nhau nhau đến đây nhập tọa, bất luận là ủng hộ trường sinh cốc còn là ủng hộ vạn thọ quốc đấy, đều sớm chạy đến nhập tọa, bởi vì trận này đoạt quyền chiến tranh ai cũng trốn tránh không được chỉ cần chẳng qua là xem ai thắng ai thua mà thôi đem làm từng cái môn phái truyền thừa cường giả đến đây nhập tọa về sau rất nhiều người đều là thần thái ngưng trọng thậm chí rất nhiều người đã là trong tay âm thầm nắm binh khí rồi bởi vì mọi người đều biết chỉ cần tế tự đại điển bắt đầu thời điểm một hồi sinh tử chém giết chỉ sợ là tránh không khỏi rồi tuy nhiên vạn thọ quốc ngân long quân đoàn đem toàn bộ dược đàn vây được chật như nêm cối nhưng cũng không có ngăn cản những cái kia ủng hộ trường sinh cốc môn phái truyền thừa nhập tọa, dù sao vạn thọ quốc muốn trưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành. Như vậy phải là chinh phục trường sinh đạo thống môn phái truyền thừa. Cho nên tại tế tự đại điển bên trên không thể nghi ngờ là vạn thọ quốc biểu hiện ra tự mình vũ lực thời điểm, không thể nghi ngờ là tốt nhất dương oai diệu võ thời khắc, chỉ cần bọn hắn có được lấy đủ thực lực, chắc chắn sẽ đem những này ủng hộ trường sinh cốc môn phái truyền thừa chinh phục nhưng bọn hắn đào ngũ đầu nhập vào. Nhập tọa về sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thần thái ngưng trọng, hào khí lộ ra đặc biệt khắc nghiệt. Có người ngẩng đầu mà trong thời điểm, chỉ thấy thải dược phong treo cao tại trên bầu trời. Tại ngọn núi chính đỉnh núi thềm đá cửa vào, chỉ thấy có một thanh niên khoanh chân mà ngồi, trên gối để đó một thanh trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngồi ở chỗ kia, tự như là một tôn thần, đáng sợ kiếm khí tràn ngập tại trong dãy núi mà thải dược phong dãy núi tại mây mù che lấp bên trong, khiến người xem không rõ ràng, tự như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ cần có người nấp trong như vậy trong mây mù, chỉ sợ để cho người không cách nào phát hiện. Tại thải dược phong phía dưới cùng nhất này tòa huyền phong ngọn núi cửa vào chỗ chỉ thấy có vạn thọ quốc một vị lão tổ mang theo một đám cường giả canh giữ ở này bên trong. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Phạm sư tỷ đã trốn vào thải dược phong. Nhìn xem treo cao dãy núi, có đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nói. Hồi xuân công tử mang theo vạn thọ quốc cường giả đột nhiên làm khó dễ, tịch biên trường sinh cốc cùng tất cả môn phái đệ tử, chủ trì đại cục phạm diệu chân không địch lại, binh bại lui đi, lui vào thải dược phong, trốn trong dãy núi, vân sâu không biết chỗ. Mà hồi xuân công tử cũng là mười phần cưỡng ép, độc nhập thải dược phong, từng bước một nhặt thềm đá trên xuống, tuy nhiên thải dược phong trấn áp lực lượng cực kỳ cường đại cuối cùng lại bị hắn lên đỉnh núi, nhưng không có phát hiện phạm diệu chân hành tung. Hồi xuân công tử quả thực khó lường, vậy mà có thể đi lên đỉnh núi nha, lực kháng trấn áp, độc trèo lên ngọn núi chính, không hổ là tam công tử một trong, khó trách tất cả mọi người nói hắn tương lai có tư cách vấn đỉnh chân đế. Có thể gia trưởng lão nhìn xem thủ tại đỉnh núi Hồi Xuân Công Tử, không khỏi cảm khái nói. Hồi Xuân Công Tử vấn đỉnh chân đế, hắn sẽ mang lấy trường sinh đạo thống hướng đi huy hoàng, mang theo trường sinh đạo thống hướng đi hưng thịnh, không người nào có thể tới tương thất. Cho nên nói, vạn thọ quốc mới là trường sinh đạo thống thuộc về, chỉ có vạn thọ quốc mới có thể cứu vớt suy sụp trường sinh đạo thống. Có đầu nhập vào tại vạn thọ quốc đại giáo đệ tử không khỏi ngạo kiêu nói. Ở thế này trường sinh đạo thống nếu thật là ra một vị chân đế, chỉ sợ là trừ hồi xuân công tử ra không còn có thế là ai khác, đây thật là trường sinh đạo thống kiêu ngạo. Có cổ sư tông môn trưởng môn cũng không khỏi có chút cảm khái, lại có chút ít bất đắc dĩ. Quản chi có tông môn thế gia không hề ủng hộ vạn thọ quốc đoạt quyền, nhưng không thừa nhận cũng không được hồi xuân công tử tìm lực. Một khi hồi xuân công tử trở thành chân đế, cái này xác thực đối với trường sinh đạo thống cách cục có sâu xa ảnh hưởng. Mặc dù nói, lúc chân thần đăng thiên về sau, thậm chí là trở thành bất hủ, thực lực của bọn hắn so về một ít chân đế đến, chưa chắc sẽ yếu thậm chí có chút bất hủ so chân đế còn cường đại hơn. Vốn lấy tiềm lực mà nói, chân đế so chân thần mạnh hơn rất nhiều, cái này cũng chính bởi vì như thế, chân đế so đăng thiên chân thần thậm chí bất hủ càng lộ ra trân quý. Đón quý khách, ngay tại một ít người thấp giọng nghị luận thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên. Dược đàn bên ngoài có một đoàn người chậm rãi trèo lên dai mà đến, ở đây tu sĩ cường giả đều nhau nhao nhìn lại một chuyến này người chính là là tới từ ở vạn thống giới tất cả đại đạo tổng đại biểu bọn họ đều là nhận được vạn thọ quốc mời đến đây tham gia trường sinh đạo thống tế tự đại điển theo làm xem lễ đem làm một chuyến này người đi vào dược đàn thời điểm dẫn tới không ít người chú mục đương nhiên có một ít tông môn tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng âm thầm đối với vạn thọ quốc bất mãn dù sao tế tự đại điển chính là trường sinh đạo thống việt tư hiện tại vạn thọ quốc lại mời ngoại nhân đến xem lễ một chuyến này người dẫn đầu chính là một cái nữ tử, nữ tử này mặc đạo bào, đầu vãn trăm cài tóc đạo sĩ, cao thượng xuất trần, có nói không hết uy nghi, lại còn bao trùm bát phương xu thế. Cái này nữ đạo nhân thoạt nhìn niên kỹ không hề đại, thoáng như ba mươi, mỹ mạo có thể nói là tu hoa bế nguyệt, lạc nhạn chìm cá, tự như là trong u cốc một đóa hoa sen, u lãnh bên trong mang theo thánh nhã, khiến người chỉ dám xa xem. Trên thực tế nữ tử này không chỉ là mỹ mạo động lòng người, hơn nữa cũng là dáng người cực kỳ ngạo nhân. Quảng Chi là một thân đạo bào tại thân, yên nguyên có thể thấy được linh lung đường công, vẫn là khe rảnh nửa ẩn nửa hiện, núi non càng là muốn hô mà ra, tràn đầy tràn ngập. Nhưng là nàng cả người phát ra khí tức lại làm cho người không để ý đến vẻ đẹp của nàng cùng gợi cảm, đặc biệt là nàng một đôi mắt phượng nhìn quanh tầm đó có uy hiếp nhân tâm hào quang, đây càng khiến người vì đó kính sợ rồi. Dương Minh Tán Nhân, chứng kiến nữ tử này, rất nhiều trong lòng người vì đó chấn động trên thực tế trước đó mọi người cũng không nghĩ tới vạn thọ quốc có thế mời đến nặng cân như thế cấp nhân vật có lẽ thậm chí liền vạn thọ quốc bản thân đều dự kiến không đến dương minh giáo sẽ có nặng cân như thế cấp nhân vật đến đây tham gia những thứ khác đạo thống tuy nhiên phái người đại biểu tới tham gia như vậy tế tự đại điển nhưng đa số đạo thống đều không muốn đi can thiệp một cái đạo thống nội bộ đấu tranh cho nên đa số đạo thống đều chỉ là phái ra một cường giả đến đây làm đại biểu mà thôi nhưng mà, với tư cách vạn thống giới cường đại nhất đạo thống Dương Minh Giáo, trưởng môn của nó người Dương Minh tán nhân vậy mà tự mình đến tham gia như vậy tế tự đại điển. Điều này thật sự là khiến người tưởng tượng không đến đấy. Thậm chí đem làm Dương Minh tán nhân xuất hiện thời điểm, vạn thọ quốc bản thân cũng bị giật mình, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra Dương Minh tán nhân sẽ đích thân giá lâm. Dương Minh tán nhân, nàng cùng trường sinh chân nhân là cùng xưng vì vạn thống giới hai đại đạo nhân, các nàng tại vạn thống giới đều có được lấy hết sức quan trọng uy vọng, cái này uy vọng thật là nhiều đạo thống người cầm quyền không cách nào với tới đấy. Trường sinh chân nhân lần được người tôn kính, cái này cùng trường sinh cốc cho tới nay chăm sóc người bị thương. Có được lấy tuyệt thế vô song đang đạo chỗ phân không khai mở đấy. Mà Dương Minh tán nhân tựu không đồng dạng rồi, với tư cách vạn thống giới cường đại nhất đạo thống Dương Minh giáo, Dương Minh tán nhân có thể uy hiếp thiên hạ, thường thường là vì nàng có cường đại vô cùng thực lực không có ai biết dương minh tán nhân cụ thể thực lực mặc dù nói dương minh tán nhân không có vấn đỉnh chân đế nhưng có người suy đoán dương minh tán nhân đã sớm là một tôn đăng thiên chân thần rồi chỉ có điều thực lực của nàng cho tới nay đều thâm tàn bất lộ không có ai biết thực lực chân chính của nàng mà thôi cũng không có ai dám đi khiêu chiến dương minh tán nhân đem làm dương minh tán nhân một đoàn người ngồi xuống về sau nghe được một hồi ngay ngắn đồng loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một người trung niên hán tử tại từng tôn cường giả túng tụng phía dưới, đi vào dược đàn. Người trung niên hán tử này mặc hoàn bào, một đôi mắt ưng mười phần lợi hại, lúc hắn ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, tự như là lưỡi dao sắc bén quát tại mọi người trên thân. Người trung niên hán tử này cả người dân lên chân thần khí tức, nhất tay vung đủ tầm đó có lăng khiển trách bác phương xu thế. Mười phần cường đại. Bệ hạ. Đem làm người trung niên hán tử này xuất hiện thời điểm, những cái kia đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc môn phái truyền thừa đệ tử đều nhao nhao đứng dậy gửi lời chào. Mà những cái kia kiên định ủng hộ Trường Sinh cốc Tu sĩ cường giả thì là ngồi bất động. Chương 2326, soáng vị đoạt quyền. Vạn Thọ Quốc hoàng đế còn trẻ thời điểm cũng là một đời nhân kiệt, thiên phú cực cao làm việc cực kỳ quyết đoán, đã từng đạt được rất nhiều người coi được, đã từng là thâm thụ rất nhiều người kính yêu. Về sau ra leo lên vạn thọ quốc hoàng vị, trưởng chấp vạn thọ quốc quyền hành, hắn cũng đích thật là không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tại hắn thống trị phía dưới vạn thọ quốc là phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, đạt được vạn thọ quốc cao thấp ủng hộ. Cũng chính bởi vì có như thế nội tình cùng nhân khí. Cái này nhường hắn giả tâm bừng bừng, không hề gần kề thỏa mãn với nắm giữ lấy vạn thọ quốc quyền hành không khỏi đưa ánh mắt quan đến trường sinh đạo thống phía trên nhưng hắn sinh ra đã có thống trị trường sinh đạo thống giả tâm có cướp lấy giả vọng cũng chính bởi vì vạn thọ quốc hoàng đế đích thật là thực lực hơn người hơn nữa vạn thọ quốc vũ lực cực kỳ cường đại bản thân tựu không hề an phận tại gốc tại tình huống như vậy phía dưới vạn thọ quốc hoàng đế giả vọng đã nhận được vạn thọ quốc cao thấp ủng hộ vạn thọ quốc nội bộ không biết bao nhiêu người ủng hộ vạn thọ quốc hoàng đế thay thế trường sinh cốc. Cướp lấy, chưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành. Có đồng đại nói, vạn thọ quốc hoàng đế đã là đăng thiên rồi, đã là một vị nhất trọng thiên đăng thiên chân thần rồi, cũng chính bởi vì như thế, thực lực của hắn đích thật là xứng đôi giả tâm của hắn. Vạn thọ quốc hoàng đế leo lên dược đàn, sau đó hướng dương minh tán nhân những này xem lễ khách khứa ông quyền, từ từ nói, trường sinh đạo thống đại điển nhận được tán nhân cùng chư vị khách quý đến, cái này sẽ vì trận này đại điển thịnh thêm tăng vô số sáng rọi, tại hạ đại biểu Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Đạo thống cảm tạ chư vị khách quý. Dương Minh tán nhân cùng tất cả đại đạo tổng đại biểu đều ngồi ngay ngắn tại trên vị trí, bọn hắn cũng chỉ là khách khí cùng Vạn Thọ Quốc hoàng đế đánh một tiếng chào hỏi mà thôi, bọn hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, dù sao không có có người nào đạo thống nguyện ý nhiều đi lẫn vào bọn hắn nội bộ đoạt quyền chi tranh. Hôm nay chính là chúng ta trường sinh đạo thống nghi thức tế lễ đại điển, theo tế liệt tổ liệt tông, theo tế chư vị tiên hiền. Vạn thọ quốc hoàng đế cùng khách quý bắt chuyện qua về sau, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn quanh, từ từ nói, hôm nay không như những năm qua. Cho nên do ta chủ trì lần này nghi thức tế lễ đại điển, cùng chư quân cộng đồng nhớ lại tiên hiền công tích vĩ đại, cho nên ta lúc này kính mọi người. Nói xong dơ lên một ly nước rượu. Kính bệ hạ, gặp vạn thọ quốc hoàng đế nâng chén lẫn nhau kính, những cái kia đã sớm đầu nhập vào tại vạn thọ quốc môn phái truyền thừa đều nhau nhau nâng chén đáp lễ, nhưng là những cái kia kiên định đứng tại trường sinh cốc bên này, hoặc là còn lựa chọn trung lập môn phái truyền thừa, bọn hắn bảo trì trầm mặc, không có nâng chén lẫn nhau kính. Vậy do ta đến tuyên bố tế tự đại điển bắt đầu đi. Một ly lẫn nhau kính về sau, vạn thọ quốc hoàng đế hướng phía trên nhất hoàng tọa đi đến. Tại dĩ vạn cái này hoàn toàn chỉ có thể là Trường Sinh chân nhân mới có thể ngồi đấy. Bệ hạ, thứ cho ta mạo phạm. Tại vạn Thọ quốc hoàng đế còn chưa ngồi xuống cái này hoàng vị thời điểm, một cái đại giáo truyền thường nguyên lão đứng lên, lắc đầu, trầm giọng nói, lúc này ngươi còn ngồi không được, Trường Sinh cốc y nguyên chấp Trường Sinh đạo thống quyền hành, hiện nay y nguyên do Trường Sinh cốc người đứng đầu. Không sai, vẫn là Trường Sinh cốc người đứng đầu ở đây có không ít môn phái tu sĩ cường giả đứng lên phản đối. Mặc dù nói vạn thọ quốc đã có không ít môn phái đạo thống đầu phục, nhưng là trường sinh đạo thống đại giáo cương quốc, tông môn thế gia quá nhiều, có thực lực môn phái truyền thừa cũng không tại ở số ít. Trường sinh cốc chấp trưởng trường sinh đạo thống muôn đời lâu, nó trong trường sinh đạo thống yên nguyên có khiến người khó với trung chuyển quyền uy. Đặc biệt là hôm qua Đan Vương đại biểu cho Bách Đan Môn ủng hộ trường sinh cốc, đây càng nhường những cái kia vốn chính là kiên định lập trường môn phái truyền thừa càng thêm kiên định ủng hộ trường sinh cốc rồi. Hoàn tọa còn không có ngồi xuống. Cũng đã có người trước mặt mọi người đứng ra phản đối, cái này nhường vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, thần thái là không khỏi có chút khó xử, hắn cũng là đánh giá cao bọn hắn vạn thọ quốc trấn áp sức mạnh. Trước đó bọn hắn vạn thọ quốc đã bắt giữ không ít ủng hộ trường sinh cốc môn phái đệ tử, tại như thế trấn áp phía dưới, yên nguyên có người tại tế tự đại điển bên trên phản đối bọn hắn. Trường sinh chân nhân không thể đúng hẹn mà đến, vậy do ta lý do cầm như thế đại điển. Vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt mãnh liệt, sát khí tràn ngập. Thoáng cái nhìn thẳng vị này đại giáo nguyên lão. Đại bảo vị, có đức chi cư hắn. Có đầu nhập vào vạn thọ quốc đại giáo trưởng môn, lập tức nói, bệ hạ nghĩa cái vân thiên, đạo đủ bác hoang, bằng công đức, bằng uy vọng, đều có thể gánh vác đại nhậm, chúng ta đề cử người tài mới có, cho nên bệ hạ nên vì trường sinh đạo thống mưu cầu phúc lợi, chấp trường sinh đạo thống người cầm đầu. Đúng vậy nha, người tài mới có. Bệ hạ công cao cái thế, đạo trấn bác hoang, lúc thuộc là chấp trường sinh đạo thống người cầm đầu, chúng ta ủng hộ. Mặt khác đầu nhập vào vạn thọ quốc tu sĩ cường giả nhau nhau mở miệng trợ giúp nói. Muốn chấp trường sinh đạo thống người cầm đầu cũng không khó vị này đại giáo lão tổ, lạnh lùng nói, chấp đạo thống quyền hành, chính là thủy tổ chính thống, chỉ có trường sinh cốc, còn lại người đều vượng đội mũ người. Lời này âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách, nhưng vừa mới ồn ào náo động ủng hộ vạn thọ quốc người đều thoáng cái ngậm miệng lại, không dám nhiều lời rồi. Chính thống chi tranh, không thể coi thường. Trong trường sinh đạo thống môn phái truyền thừa vô số, nhưng là dùng huyết thống mà nói, cũng chỉ có trường sinh cốc là chân chính chính thống, cũng chỉ có trường sinh cốc là do dược tiên tự mình truyền thừa xuống đấy. Tại đây một điểm bên trên là không người có thể rung chuyển trường sinh cốc đấy, loại này thuần khiết huyết thống là môn phái khác truyền thừa không cách nào cướp lấy đấy. Mặt khác truyền thừa có khả năng thực lực sẽ càng trường sinh cốc, thậm chí có khả năng cướp lấy, nhưng chỉ sợ ai cũng không cách nào thay thế trường sinh cốc chính thống địa vị, cái này là trường sinh cốc sừng sững đến nay một trong những nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đã trầm mặt, Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể ủng hộ Vạn Thọ Quốc, cũng có thể đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc. Nhưng Đàm Luận và Chính thống thời điểm, tất cả mọi người không muốn đi Đàm Luận. Bởi vì muốn chối bỏ trường sinh cốc huyết thống, trừ phi là trước hay không thực dược tiên rồi. Nếu như ngay cả trường sinh đạo thống thủy tổ đều có thể chối bỏ, như vậy trường sinh đạo thống liền đem không còn là trường sinh đạo thống, đây đã là vượt qua sáng vị đoạt quyền phạm vi rồi, đem trọn cái đạo thống sửa đổi mất nói chuyện giật gân ăn nói bừa bãi nhiễu loạn đại điển trật tự tội không thể tha lúc này vạn thọ quốc hoàng đế hai mắt mãnh liệt sát khí phúng dũng trong một chớp mắt lộ ra lạnh như băng sát ý không hề nghi ngờ tại không cách nào làm cho người tin phục thời điểm vạn thọ quốc hoàng đế chọn dùng trực tiếp nhất thô bạo nhất thủ pháp vũ lực trấn áp phanh 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 ngay một khắc này ngân lòng quân đoàn xuất hiện ở trước mặt mọi người khoác trên vai cố chấp kính từng dãy đội ngũ hướng bên này đẩy tới thời điểm, giống như là sắt thép nước lũ đồng dạng, có thể nghiền áp hết thảy ngăn tại người phía trước. Dám nhiễu loạn đại điển, tổn hại trường sinh đạo thống danh dự người, sẽ bị ở vào cực hình. Vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt sẵn giọng, trực tiếp cho người phản đối ấn lên có lẽ có tội danh. Ken, Ken, Ken ở này trong một chớp mắt, những cái kia kiên định ủng hộ trường sinh cốc tu sĩ cường giả đều thoáng cái đứng lên, đào kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung, hào khí thoáng cái khẩn trương tới cực điểm, đại chiến vừa chạm vào lại. Vạn thọ quốc hoàng đế lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, sát ý đậm đặc, hắn không quan tâm tại lúc này tế tự đại điển bên trên có như thế đổ máu xung đột, thậm chí hắn còn cần thông qua tại tế tự đại điển đi lên một hội đại đồ sát, theo uy hiếp những cái kia phản đối người của hắn, cái này vì hắn trưởng chấp trường sinh đạo thống quyền hành phóng ra thiết huyết một bước. Sách, sách, tự một chút như vậy chút ít thủ đoạn, cũng muốn trưởng chấp nhất cái đạo thống quyền hành, cái kia không khỏi đem mình xem quá cao đi à nha. Vừa lúc đó, một cái khoan thai thanh âm vang lên. Cái thanh âm này thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người đều thoáng cái nhìn đi qua. Lúc này chỉ thấy có một cái bình thường không gì sánh được thanh niên từng bước mà lên, người thanh niên này bình thường tự nhiên, tự như nhàn nhã dạo chơi, sau lưng theo sau hai đại mỹ nữ, đây chính là một nhã lan cùng tần thược dược trừ đó ra còn có đan vương phong tiếu trận một đám đi theo tại sau lưng đại sư huynh trường sinh cốc chỗ đại đệ tử chứng kiến người thanh niên này từng bước mà lên lập tức đã có người nhận ra hắn rồi hiện tại mọi người ngược lại không đề cập tới nhắc đến tên lý thất dạ rồi trực tiếp gọi lý thất dạ vì đại sư huynh hoặc là chỗ đại đệ tử bởi vì tại lúc này thế cục phía dưới còn có cái gì so trường sinh cốc chỗ đại đệ tử cái thân phận này càng có phân lượng. Tại lúc này thế cục phía dưới, trường sinh chân nhân không tại, như vậy hắn vị này chỗ đại đệ tử tự có tư cách đại biểu cho trường sinh cốc, cũng sẽ nhận được những cái kia kiên định ủng hộ trường sinh cốc môn phái truyền thừa chỗ ủng hộ. Lúc này Dương Minh tán nhân bọn hắn những này tất cả đại đạo tổng đại biểu cũng đều chầm chầm vào lý thất dạ, nhìn xem hắn vị này trường sinh cốc chỗ đại đệ tử, muốn biết vị này có thể bị trường sinh chân nhân thu làm chỗ đại đệ tử hắn cuối cùng có gì năng lực. Ta còn có thể toát ra một hai vị chân đế hoặc bất hủ đến đoạt quyền, làm đã hơn nửa ngày, vậy cũng là thấp vị đăng thiên chân thần mà thôi. Lý thất giả đi tới, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là dung dế tham giống như mà thôi. Nghịch tặc dương nghiệt, cấu kết ma đạo. Nguy hại đạo thống, tội không thể tha, đem hắn cầm xuống, kháng cự người giết không tha. Vừa thấy được lý thất dạ, vạn thọ quốc hoàng để lập tức sắc mặt phát lạnh, xuống sát lệnh. Tuy nhiên hắn cũng là lần đầu tiên gặp lý thất dạ, nhưng là, bằng lý thất dạ chỗ đại đệ tử thân phận như vậy đủ rồi, dựa vào điểm này tự đầy đủ nhường hắn đưa lý thất dạ vào chỗ chết. Ken, 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 từng tiếng binh minh thanh âm vang lên, vốn là muốn đẩy ngang người phản đối ngân long quân đoàn nháy mắt thay đổi đầu mâu, thoáng cái đem lý thất dạ bọn hắn vây được chật như nêm cối. Ở này trong một chớp mắt, những này Ngân Long quân đoàn cường giả đều là bảo vật nơi tay, trường mâu trực chỉ lý thất dạ, một hồi giết chóc sắp bắt đầu. Lăng đối mặt Ngân Long quân đoàn, lý thất dạ liền nhìn đều không có liếc nhiều, bên cạnh hắn Phong Tiếu trần quát khẽ một tiếng, một cái cự lô bàn tay lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự lò lửa diễm ngập trời, hóa thành một cái cực lớn vô cùng thiên lô tự như từ trên trời giáng xuống, nháy mắt quét ngang đi ra ngoài. Phanh, 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 từng tiếng nứt vỡ thanh âm vang lên, tại cự lô quét ngang phía dưới, đem lý thất dạ bọn hắn vây được chật như nềm cối ngân lòng quân đoàn nháy mắt bị nghiền áp. Cốt toái không ngừng bên tai, máu tươi cùng phun, từng cái cường giả nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Đang vương phong tiếu trần, đó cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ, hắn không chỉ là đan đạo vô địch, đồng thời cũng là võ đạo cường hãn, hắn cũng là một tôn đăng thiên chân thần. Chương 2327, Hạo Chiến Lão Tổ À, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, phong tiếu trần quét ngang, ngân lòng quân đoàn mấy ngàn cường giả nháy mắt bị nghiền áp, hợp thành chiến trận cơ hội đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi nhuộm hồng cả dược đàn, rất nhiều ngân long quân đoàn cường giả là trực tiếp bị oanh xuống dưới, quẳng xuống ngọn núi. Cuối cùng nghe được oanh, một thanh âm vang lên, cự lô như phong, kẹp lấy ngàn vạn quân lực lượng va chạm hướng vạn thọ quốc hoàng đế, đối mặt như thế cự lô va chạm mà đến, vạn thọ quốc hoàng đế hai mắt ngưng tụ. Hắn cũng không dám khinh thường phong tiếu trần thực lực. Ken, một thanh âm vang lên, mắt nhìn cự lô đánh tới vạn thọ quốc hoàng đế thời điểm, một cái đại thủ như phong, phong tuyệt môn hộ, nháy mắt đụng ở cự lô một chưởng đem va chạm mà đến cự lô vỗ trở về nghe được phanh một thanh âm vang lên cái này đánh tới bàn tay lớn còn tại cự lô phía trên lưu lại chưởng ấn ra tay chi nhân cường đại vô cùng một chiêu phía dưới liền phán cao thấp để tại đây tất cả mọi người đều không khỏi vì đó rùng mình tại đây trong một chớp mắt chỉ thấy có một cái lão già đứng ở vạn thọ quốc hoàng đế bên cạnh lão giả này hai mắt nhìn quanh tầm đó có vô thượng thần uy coi như là một tôn chân đế ở đây cũng không dám khinh thường thực lực của hắn hạo chiến lão tổ vừa nhìn thấy lão giả này trường sinh đạo thống không ít tu sĩ cường giả đều vì đó hoảng sợ thất sắc quản chi là lão tổ cấp những người khác trong nội tâm vì đó rùng mình hạo chiến lão tổ thái đại vĩ biết rõ cái này lão tổ người đều trong nội tâm vì đó phát lạnh hắn là cùng đang vương sống vai nhân vật là trước mắt vạn thống giới hai đại lão tổ một trong so về đan vương phong tiếu trần đến hạo chiến lão tổ thực lực càng cường đại hơn đã là một tôn cửu trọng thiên chân thần thậm chí có người nói hắn đã vấn định bất hủ rồi cửu trọng thiên chân thần cái kia đích thật là mười phần khiến người kiên kỵ kính sợ tồn tại bởi vì cửu trọng thiên chân thần đã có được khiêu chiến thấp vị chân đế tư cách điểm này không phải cái loại này thấp vị đăng thiên chân thần có khả năng tới tương thất đấy phong huynh hưu nộ làm gì cùng tiểu bối không chấp nhặt đây này hạo chiến lão tổ đứng ở nơi đó, tự như một tòa không cách nào trèo qua núi cao, núi cao ngưỡng dừng lại, khiến người kính sợ. Dù sao đang vương phong tiếu trần danh chấn thiên hạ. Có được cao thượng địa vị, rất lớn trình độ bên trên là vì hắn có thể luyện ra vô song trường sinh đan, theo đạo hành thực lực mà nói, hắn thì không cách nào cùng hạo chiến lão tổ so sánh với. Thái đại vĩ, ngươi cùng vạn thọ quốc đi cùng một chỗ, đây không phải cử chỉ sáng suốt, một bước đi nhầm, cho ngươi cả đời tên tuổi anh hùng hủy hết quản chi hạo chiến lão tổ mạnh hơn tự mình phong tiếu trần cũng là gọi thẳng tên của hắn ngươi có chí riêng mà thôi hạo chiến lão tổ từ từ nói phong huynh trường sinh đạo thống suy nhược lâu ngày đã lâu cần phải phải có một cái phấn chấn nhân tâm phục hưng nếu không toàn bộ trường sinh đạo thống sẽ nước sông ngày một trút xuống ngày càng suy yếu chỉ có thể nói ngươi là đánh máu gà Phong Tiếu Trần nhàn nhạt nói, trường sinh cốc nội tình, lại đâu là người có thể tưởng tượng đấy, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Vô vi mà trị, không có nghĩa là lấy suy yếu. Muôn đời chìm nổi, bao nhiêu đạo thống tan thành mây khói, lại có bao nhiêu đạo thống mới có thể truyền thừa muôn đời. Ta ý đã quyết. Hào chiến lão tổ nhìn xem phong tiếu trần, thần thái ngưng trọng, từ từ nói, niệm tại ngày xưa giao tình phân thượng, ta khuyên phong huynh một câu, Phong huynh cùng Bách Đang môn chớ cuốn vào lần này vũng nước đục thì tốt hơn, có chút lực lượng thực sự không phải là Phong huynh có khả năng phỏng đoán đấy, Phong huynh hiện tại lui ra còn kịp, bằng không mà nói, cái này sợ sẽ để cho Phong huynh thân tử đạo tiêu. Cái kia càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Phong Tiếu Trần vừa cười vừa nói, ta tại đây thế đạo bên trên sợ bò lăn qua lăn lại lâu như vậy, thật đúng là chưa sợ qua mấy người, có cái gì vô thượng thần thông thế hệ, cho dù phóng ngựa tới a. À? ta bách đang môn bất luận cái gì thời điểm đều sẽ cùng trường sinh cốc cộng đồng tiến thối đây chính là chúng ta với tư cách trường sinh đạo thống hậu duệ tư thái phong tiếu trần lời này nói năng có khí phách hạo nhiên chính khí nhưng người ở chỗ này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động đã phong huynh như thế quyết định ta đây cũng đành chịu hạo nhiên lão tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng lắc đầu nói ra cái này đem nhất định ta và ngươi chắc chắn hội chiến trên trận nhất quyết cao thấp rồi. Nhất quyết cao thấp lại có ngại gì? Phong Tiếu Trần cười to, nói ra, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, đã hôm nay đều vì mình chủ, vậy vừa thấy sinh tử đi. Người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ngừng lại rồi hô hấp, nhìn xem Phong Tiếu Trần cùng hạo chiến lão tổ, mọi người trong nội tâm đều có được một loại nói không nên lời cảm giác. Đang vương Phong Tiếu Trần cùng hạo chiến lão tổ thái đại vĩ, hai người bọn họ cùng xưng vì trường sinh đạo thống hai đại lão tổ bọn hắn tầm đó thậm chí còn từng có giao tình nhưng hôm nay lại sắp sửa sinh tử tương kiến tất cả mọi người không khỏi ổn định hô hấp nhìn trước mắt như vậy một màn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng đa số người trong lòng đều cảm thấy đan vương phong tiếu trần chỉ sợ không phải đối thủ của hạo chiến lão tổ nếu như nói theo uy vọng địa vị mà nói đặc biệt là tại vạn thống giới chỉ sợ là theo đan vương vi tôn dù sao đã từng có không ít đăng thiên chân thần thậm chí là bất hủ chân đế đều đã từng chịu qua đan vương ân huệ đặc biệt là từng có chân đế hướng đan vương cầu qua trường sinh đan đan vương cái này không chỉ là quản giao thiên hạ càng là có không ít tuyệt thế thế hệ thiếu nhân tình của hắn cũng chính bởi vì như thế thường thường có nguy nan thời điểm bất luận là chân đế hay hoặc giả là bất hủ đều nguyện ý trợ đan vương giúp một tay nhưng nếu như theo đạo hành mà nói Đan vương đích thật là không bằng hạo chiến lão tổ, hạo chiến lão tổ dù sao cũng là một vị cửu trọng thiên chân thần, thậm chí sắp vấn đỉnh bất hủ, thực lực của hắn cường ra đan vương nhiều lắm. Ông, một thanh âm vang lên, ngay tại đan vương cùng hạo chiến lão tổ trước kia sắp bộc phát một trận chiến thời điểm, treo cao với thiên vũ phía trên thải dược phong đột nhiên truyền một tiếng thanh minh, cái này một tiếng thanh minh tuy nhiên không phải đặc biệt vang dội, nhưng là dược đàn phía trên rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tại vân lòng sương mù khóa thải dược phong phía trên đột nhiên tách ra từng sợi hào quang chỉ thấy cái này từng sợi hào quang vậy mà xua tán đi bao phủ giữa sườn núi mây mù đem làm mây mù bị đuổi tản ra về sau chỉ thấy một khối trên mặt đá ngồi một cái nữ tử cái này khối nham thạch là lồi hiện ở vách đá dựng đứng phía trên nhưng lại sinh ra một gốc cây thông già lúc này chỉ thấy cái này cây thông già rủ xuống từng sợi ánh sáng màu xanh cái này từng sợi ánh sáng màu xanh bao phủ tại nữ tử này trên thân, như thế một màn nhường nữ tử này có xuất trần phiêu giật ý vị. Là diệu thực sư tỷ chứng kiến nữ tử này thời điểm, có trường sinh đạo thống tuổi trẻ tu sĩ lập tức nhận ra nàng, không khỏi quát to một tiếng. Đây càng hấp dẫn ánh mắt mọi người rồi, bởi vì mọi người đều biết, phạm diệu chân binh bại chi binh trốn vào thải dược phong, hồi xuân công tử bọn hắn đều không thể tìm được phạm diệu chân, nhưng nàng trốn tại trong mây mù, hiện tại vừa thấy được Phạm Diệu Chân hiện thân, tất cả mọi người đều nhao nhao quăng đi ánh mắt. Rốt cục hiện thân rồi. Vừa thấy được Phạm Diệu Chân, ngồi trên đỉnh núi hồi xuân công tử nháy mắt mở ra hai mắt. Ở này trong một chớp mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, nghe được keng một thanh âm vang lên, một kiếm như sao sông rủ xuống, treo tại cửu thiên, thao thao bất tuyệt kiếm quang nháy mắt trút xuống mà xuống, chém về phía Phạm Diệu Chân. Ông, một thanh âm vang lên, phạm diệu chân hào quang thu liễm nháy mắt vân lòng sương mù khóa nàng cả người thoáng cái biến mất nghe được phanh một thanh âm vang lên lúc hồi xuân công tử một kiếm chém rụng thời điểm đánh tan mây mù tại đây trong một chớp mắt phạm diệu chân đã biến mất hồi xuân công tử hừ lạnh một tiếng ở này thạch hỏa điện quan tầm đó ánh mắt của hắn đã tập trung nghe được ken một thanh âm vang lên kiếm như lưu tinh nháy mắt kích phá hư không thoáng cái đánh tan tản mát Phạm Diệu chân hành tung thoáng cái bạo lộ, chỉ thấy nàng đã đứng ở một cái khác khối nham thạch chi thạch. Mà đang ở cái này thạch hỏa điện quan tầm đó, hồi xuân công tử một kiếm đã vượt qua thời không, một kiếm thẳng đến tại Phạm Diệu chân lòng ngực, tự như trường hồng quán nhật. Đích thực cường đại, tại thải dược phong trấn áp phía dưới, yên nguyên còn có thể bộc phát như thế lực lượng cường đại, thực lực như vậy chỉ sợ là nửa bước chân đế rồi. Có người không khỏi thấp giọng cảm khái một tiếng. Ông, một thanh âm vang lên, đối mặt như trường hồng quán nhật một kiếm, phạm diệu chân nhất tay chính là lũng mây tụ sương mù, dường như cự thuẫn bình thường chặn cái này giống như sao băng trùng kích đến một kiếm. Phanh, một thanh âm vang lên, một kiếm đánh thủng mây mù cự chất, lúc mây mù tiêu tán thời điểm, phạm diệu chân lại là lại một lần nữa biến mất. Tất cả mọi người đều cho rằng lại một lần nữa mất đi phạm diệu chân hành tung thời điểm, nghe được khen, 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 thanh âm vang lên, chỉ thấy tại trong mây mù kiếm quan phóng lên trời từng thanh thiên kiếm nháy mắt phóng tới bầu trời tạo thành một cái cực lớn không gì sánh được lao lung như vậy từng thanh thiên kiếm càng quét lấy hết mây mù lần nữa bại lộ phạm diệu chân hành tung ở này trong một chớp mắt chỉ thấy phạm diệu chân đã khốn vào trong kiếm trận tại từng thanh thiên kiếm khốn khóa phía dưới phạm diệu chân tựa như lâm vào lòng giam trong lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn hồi xuân công tử lạnh lùng nói hôm nay nếu không thúc thủ chịu trói, chính là tử kỳ của ngươi. Vậy sao? Phạm Diệu Chân vẫn không trả lời, một cái khoan thai thanh âm vang lên. Phong khinh vân đạm. Không có khả năng, mọi người liếc nhìn lại, không dám tin vào hai mắt của mình, coi như là phong tiếu trần, hạo chiến lão tổ cũng không khỏi chấn động. Chỉ thấy lý thất giả dạ đứng ở thải dược phong đỉnh núi, sau so hồi xuân công tử đứng được còn muốn cao, hơn nửa mười phần bình tĩnh tựa hồ hắn đã sớm đứng ở nơi đó đồng dạng căn bản cũng không có động một chút chỉ có điều mọi người không có phát hiện hắn mà thôi mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt hướng dược đàn vừa nhìn chỉ thấy vốn là đứng trong dược đàn lý thất dạ không thấy rồi mọi người thế mới biết đứng trên thải dược phong lý thất dạ thật sự không phải một cái ảo ảnh cái này đây là chuyện gì xảy ra trường sinh đạo thống không biết rõ có bao nhiêu cường giả lão tổ bị sợ đến nhảy dựng lên bởi vì không có ai có thể bay vọt thải dược phong không có ai có thể một bước vượt qua thải dược phong coi như là chân đế bất hủ đều khó có khả năng vượt qua đã từng có trường sinh đạo thống bất hủ cùng chân đế thử qua bọn hắn theo lực lượng cường đại nhất nghịch không trên xuống cũng sẽ ở cường đại trấn áp lực lượng phía dưới dẫn tới một hồi lại một hồi nổ vang từng có quá chân đế cùng bất hủ đoán chừng qua nếu như muốn chân chính hoàn toàn thừa nhận loại này trấn áp lực lượng chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc, bằng không mà nói, những người khác là làm không được đấy. Hiện tại lý thất dạ vậy mà không có bất kỳ tiếng động tự thoáng cái vượt qua thải dược phong, hơn nữa là tại đây trong một chớp mắt hoàn thành, tự hồ một điểm độ khó đều không có. Đây quả thực tự là chuyện không thể nào, đây quả thực là một loại kỳ tích, bởi vì chưa từng có người có thể làm được như vậy một bước, trừ phi là dược tiên sống lại. Chương 2328, một cước đạp xuống dưới. Nhìn xem đứng được cao hơn tự mình Lý Thất Dạ, hồi xuân công tử lập tức không khỏi biến sắc, hắn lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào bò lên đấy. Ngươi như vậy cứu viện, tới quá trễ đi a à nha. Phạm Diệu chân chứng kiến Lý Thất Dạ, hờn dỗi một tiếng, ngàn hắn liếc, tự như làm nũng dáng dấp. Không muộn không còn sớm, vừa vặn Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, bàn tay lớn che rơi, nghe được, phanh, một thanh âm vang lên, chỉ thấy vây khốn Phạm Diệu Chân từng thanh thiên kiếm nứt vỡ, bàn tay lớn một quyển. Nháy mắt sẽ đem Phạm Diệu Chân ông lấy. Chạy đâu, nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn cứu đi Phạm Diệu Chân, hồi Xuân Công Tử hét lớn một tiếng, một kiếm đoạt thiên, kiếm quang đâm rách vạn vực, rực rỡ chói mắt, khiến người xem chi hai mắt đau nhức. Lăng, Lý Thất Dạ đều không có nhìn thêm hắn liếc chỉ là chân nhắc đến chân rơi, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thải dược phong dãy núi phúng dũng ra hào quang. Tại đây trong một chớp mắt toàn bộ thải dược phong lực lượng tự như là gắn kết tại lý thất dạ một chân phía dưới rồi. Lý thất dạ chỉ là nhất chân mà thôi. Căn bản cũng không có dùng lực lượng rồi, nhưng khi hắn một cước rơi xuống thời điểm nhưng lại có khủng bố vô cùng lực lượng thẳng đạp mà xuống, tự hồ đây là thải dược phong tuyên cổ không thay đổi lực lượng. Phanh một thanh âm vang lên, nghe được kiếm quan nứt vỡ, hồi xuân công tử bị lý thất dạ một cước theo thải dược phong bên trên thẳng đạp xuống, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hồi xuân công tử cả người từ trên cao va chạm mà xuống, như lưu tinh đồng dạng nặng nề mà đụng vào dược đàn phía trên. Đã nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, dược đàn đều bị hồi xuân công tử đụng ra một cái hố to đến. Như vậy một màn quá trung động nhân tâm rồi, dược đàn bên trên rất nhiều người đều bị dọa được nhảy dựng lên, chứng kiến nằm ở hố to trong hồi xuân công tử thời điểm, tất cả mọi người đều hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy hắn toàn thân là vết máu loang lổ. Nhìn xem như vậy một màn, tất cả mọi người đều mắt choáng váng rồi, hồi xuân công tử thế nhưng mà vạn thống giới tam công tử một trong, cũng là trường sinh đạo thống cường đại nhất kiệt xuất nhất trẻ tuổi, đã là nửa bước chân đế thực lực, lại bị lý thất dạ một cước từ trên không trung đạp rơi xuống. Như vậy một màn. Nhưng bất luận kẻ nào đều không thể tin được, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị, nghe được rầm một thanh âm vang lên, hồi Xuân công tử theo hố to trong đứng lên thời điểm, hắn cũng một đôi mắt mở sâu sắc đấy, không thể tin được tự mình cứ như vậy bị người một cước từ trên không trung đạp xuống. Tại tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy bóng dáng lóe lên, Lý Thất Dạ đã ôm lấy Phạm Diệu chân xuất hiện ở dược đàn bên trong, chỉ thấy hắn phong khinh vân đạm, tựa hồ một mực đều đứng ở nơi đó đồng dạng, căn bản cũng không có động đậy ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm lý thất giả bóng dáng lần nữa lóe lên mọi người xem tin tường thời điểm chỉ thấy hắn đã ngồi ngay ngắn ở hoàn tọa phía trên rồi đem làm lý thất giả ngồi ngay ngắn ở hoàn tọa phía trên thời điểm là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên quản chi hắn không có bất kỳ khí thế khinh người nhưng trong lúc giật mình giống như là cái này chỗ ngồi là vì hắn lượng thân chế tạo đồng dạng hắn chính là cái cao cao tại thượng tồn tại mọi người thoáng cái đều mộng rồi mọi người phát mộng không phải lý thất giả thoáng cái ngồi ở hoàng tọa phía trên. Mà là lý thất giả dĩ nhiên là tại thạch hỏa điện quan tầm đó có thể tự do vượt qua thải dược phong, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào, nhưng lý thất giả lại thực hiện, hắn hoàn toàn không thấy thải dược phong trấn áp lực lượng, cử túc tầm đó liền có thể dễ dàng vượt qua, như vậy một màn nhường trường sinh đạo thống hết thảy lão tổ cường giả đều một đôi mắt mở sâu sắc đấy. Nếu như nói lý thất và thật là như thế dễ dàng vượt qua thải dược phong, cái này cỡ nào chuyện kinh khủng, có một ít lão tổ thậm chí là ý thức được đây là chuyện gì xảy ra rồi. Coi như là Dương Minh Tán Nhân những này đạo thống khách quý đều đồng tử co rút lại. Với tư cách một cái đạo thống đại biểu, bọn hắn cũng là kiến thức trọng rãi, bọn hắn cũng là ý thức được cái gì. Ngự ngự đạo thống lực lượng. Dương Minh Tán Nhân tú một ngưng tụ, từ từ nói nói như vậy rơi vào tất cả mọi người trong tay thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đây chính là chuyện đại sự, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên sự tình, chỉ cần có một điểm kiến thức người, cũng biết cái này ngự ngự đạo thống lực lượng cái này sẽ ý vị như thế nào. Cái này sợ là đạt được thủy tổ lực lượng nhận đồng. Đan Vương Phong Tiếu Trần biết rõ thân phận của Lý Thất Dạ. Hiểu rõ được càng nhiều, hắn không khỏi thì thào nói, Phong Tiếu Trần nói như vậy khiến người hút một hơi hơi lạnh, tất cả mọi người không khỏi kết hợp trước đó vài ngày chỗ chuyện xảy ra, trước đó Lý Thất Dạ cũng đã từng là người ngự trường sinh cốc ba gốc tổ thụ một trong kiếm tùng, đây cũng là đã nhận được tổ thụ nhận đồng. Hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không chỉ là đã nhận được tổ thụ nhận đồng, càng là đã nhận được thủy tổ lực lượng nhận đồng, vậy đem ý nghĩa Lý Thất Dạ là đã nhận được toàn bộ trường sinh đạo thống nhận đồng, đây là có thế ngự ngự toàn bộ trường sinh đạo thống lực lượng. Đây là mười phần dọa người sự tình, đủ có thể khiến toàn bộ trường sinh đạo thống run rẩy. Làm càng, ngay tại tất cả mọi người phát mộng thời điểm, phục hồi tinh thần lại vạn thọ quốc hoàng đế không khỏi hét lớn một tiếng, quát lên, như thế hoàn tọa, đâu là ngươi một cái tiểu bối có tư cách ngồi đấy. Lý thất dạ ngồi cao tại hoàng tọa phía trên, bao quát nhìn vạn thọ quốc hoàng đế đồng dạng, lúc này tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác, tự hồ tại thời khắc này lý thất dạ tay cầm càng khôn, chấp thiên địa, vạn vật sinh linh tại trong tay của hắn tự hồ là nhỏ bé như vậy. Ngoài trừ ta, còn ai có tư cách ngồi? Lý thất giả nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là ngươi sao? Đem làm lý thất giả cái này lời vừa nói ra thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều thoáng cái đã trầm mặt, thậm chí đầu nhập vào vạn thọ quốc môn phái truyền thừa, bởi vì tại đây trong một chớp mắt tất cả mọi người đều cảm thấy lý thất giả ngồi ở trên vị trí này đã là chuyện đương nhiên rồi, không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển rồi, nếu như là đổi lại là mặt khác nhóm ngồi trên vị trí này mà nói, cái kia chính là vượng đội mũ người, quản chi là vạn thọ quốc hoàng đế cũng là như thế. Ngươi, vạn thọ quốc hoàng đế lập tức sắc mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Ngươi chính là người kia. Cuối cùng, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, mọi người nhìn lại nói lời này người đúng là một mực ngồi ngay ngắn tại một bên Dương Minh tán nhân. Lúc này Dương Minh tán nhân thần sắc ngưng trọng, nàng xem thấy lý thất dạ, từ từ nói, ngươi tự là cuồng đình chính là cái người kia. Tự là ngươi trưởng chấp cuồng đình quyền hành đấy. Tại thời khắc này Dương Minh tán nhân nhận ra lý thất dạ, mặc dù nói Dương Minh tán nhân trước đó cũng chưa từng gặp qua lý thất dạ. Nhưng khi liên quân tại cuồng đình thua chạy về sau, Dương Minh tu đà về tới Dương Minh giáo, hắn từng hướng Dương Minh tán nhân cẩn thận tự thuật hành động lần này toàn bộ quá trình cái này nhường dương minh tán nhân đối với lý thất giả cái này cùng định người nắm quyền cao nhất có ấn tượng khác sâu. Đem làm dương minh tán nhân vừa thấy lý thất giả thời điểm, thì có nghĩ cách rồi, lúc này thấy lý thất giả ra tay phong thái, nàng thoáng cái sẽ đem trước mắt lý thất giả cùng dương minh tu đã theo như lời cùng định đạo thống người nắm quyền cao nhất trùng hợp lại với nhau rồi. Cái gì, nghe được dương minh tán nhân nói như vậy thời điểm? Tất cả mọi người đều thoáng cái nổ, tất cả mọi người đều vì đó hoảng sợ, đều thoáng cái đứng lên. Người của ma giáo, trong một chớp mắt, không biết bao nhiêu người chịu hút một hơi hơi lạnh, càng nhiều nửa người đều bị giật mình, lui về phía sau vài bước. Năm đó huyết vệ triều dân cùng sạch vạn thống giới thời điểm, cùng định từ nay về sau trên lưng ma giáo danh xưng, đúng là bởi vì một sự kiện này, tất cả mọi người đều đối với ma giáo ông lấy cảnh giác. Thiệt hay giả, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người nhìn xem lý thất giả ánh mắt đều thay đổi. Không biết bao nhiêu nhân tâm cốt vẻ sợ hãi. Mà giáo người cầm quyền, thành trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, điều này thật sự là để cho người không cách nào tưởng tượng sự tình, đây cũng là thật sự là trung động nhân tâm sự tình. Coi như là một nhã lan cùng tần thực dược cũng không khỏi giật mình, bởi vì các nàng cũng không có nghĩ qua chuyện như vậy, bất quá các nàng vẫn là tín nhiệm lý thất giả về phần phạm diệu chân, trái lại tự tại thông dông, tự hồ một chút cũng không kinh ngạc đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người nhìn qua đan vương phong tiếu trần. Bởi vì lúc ấy liên quân đánh Cung đình, phong tiếu trần tự là tham gia một trận chiến này lão tổ một trong, những thứ khác lão tổ đều nhao nhau bởi vì trọng thương bế quan, cho nên cũng chỉ có phong tiếu trần là chân chính kiến giải Cung đình đạo thống người. Không sai. Phong tiếu trần cũng không bối rối, thản nhiên nói, công tử chính là cuồng đình đạo thống người nắm quyền cao nhất, cũng là trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử. Ha ha, ha ha, ha ha, đây là vớ vẩn, người của ma giáo đâu có tư cách trở thành trường sinh đạo thống đệ tử. Phong Tiếu Trần, ngươi chính là cấu kết ma đạo. Làm hại trường sinh đạo thống. Vạn thọ quốc hoàng đế cùng hỉ, đây là trời ban cơ hội tốt. Có cái gì không được? Phong Tiếu Trần một chút cũng không bối rối, bình tĩnh nói, chúng ta trường sinh cốc lại từng từng có bao nhiêu ngoại nhân đảm nhiệm chức vị quan trọng diệu quan chân đế đã từng là chúng ta trường sinh cốc hộ đạo người dư gia bất hủ đã từng là chúng ta trường sinh cốc thủ tịch trưởng lão như vậy quân đình đạo thống người nắm quyền cao nhất lại vì sao không thể trở thành chúng ta trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử chúng ta trường sinh đạo thống biển chứa trăm sông muôn đời lại đến lại có bao nhiêu ngoại nhân tại trường sinh đạo thống gánh vác lấy các loại chức vị quan trọng Phong Tiếu Trần nói như vậy để tại đây tất cả mọi người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, Phong Tiếu Trần lời này nói đúng tình hình thực tế. Tự như Phong Tiếu Trần theo như lời diệu quan chân đế, dư gia bất hủ, đều đã từng chịu qua trường sinh cốc đại ân, cho nên về sau bọn hắn đều tại trường sinh cốc gánh vác qua chức vị quan trọng. Tại muôn đời đến nay, từng có rất nhiều ngoại nhân tại trường sinh cốc dừng lại qua hoặc là gánh vác qua chức vị quan trọng. Thậm chí là đã tham gia các loại quyết sách bên trong bởi vì cho tới nay không biết rõ có bao nhiêu người chịu qua trường sinh cốc ân huệ, bọn hắn cường đại về sau đều từng phản hồi trường sinh cốc. Nói cũng phải. Nghe được phong tiếu trần như vậy buổi nói chuyện, mọi người cũng hiểu được là đạo lý, lý thất giả dạ coi như là cùng đình đạo thống người cầm quyền, hắn cũng đồng dạng có thể đảm nhiệm thủ tịch đại đệ tử chức vị, tự như diệu quan chân đế, dư gia bất hủ đồng dạng. Ha ha, ha ha, mà giáo đại ma đầu, lại làm sao có thể cùng diệu quan chân đế bọn hắn so sánh với. Vạn thọ quốc hoàng đế cùng tiếu một tiếng, nói ra, mà giáo ma đầu, chính là bụng dạ khó lường, muốn tai họa chúng ta trường sinh đạo thống, làm hại nhân gian. Phong tiếu trần, ngươi cấu kết ma đạo, tội đáng chết vạn lần. Đồ ngu ngốc. Phong tiếu trần chỉ là lạnh lùng nhìn vạn thọ quốc hoàng đế liếc, từ từ nói, chỉ có thể nói là ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc cái này cấp độ. Cùng đình đạo thống cùng vạn thống giới chư đạo tổng ký kết hiệp nghị, thừa nhận cùng đình đạo thống địa vị, song phương thực hiện năm đó ước định, thiên đức chân thần độc chảy sớm đã quét sạch. Tại sao ma giáo? Vô tri Chương 2329, Thần Hỏa Cùng Bạo Đan Ma giáo tựu là ma giáo, tại sao nhiều như vậy tìm cớ? vạn thọ quốc hoàng đế đã cắt đứt đan vương phong tiếu trần mà nói, quát to, chính tà thề không lưỡng lập, mà giáo chính là tà đạo, người người có thể tru diệt, trường sinh đạo thống càng là sẽ không cùng ma giáo thông đồng làm bậy. Ngu xuẩn Phong tiếu trần lạnh giọng quát trách móc nói, ngươi có tài đức gì, bằng ngươi một đã chi lực cũng dám, nếu không vạn thống giới hết thảy đạo thống cùng cùng đình đạo thống hiệp nghị, ngươi muốn đã đảo phần này hiệp nghị, vậy cũng nên được đến dương minh giáo chu tương võ đình rất nhiều đạo thống nhất trí đồng ý mới được ngươi bị phong tiếu trần một tiếng quát trách móc vạn thọ quốc hoàng để lập tức sắc mặt đỏ lên không khỏi thẹn quá hóa giận quát to phong tiếu trần ngươi 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 chớ có cưỡng từ đoạt lý chỉ có ngươi bậc này ngu xuẩn mới có thể cưỡng từ đoạt lý phong tiếu trần nhàn nhạt nói đại sự như thế khó tha thứ cho ngươi ăn nói bừa bãi tán nhân mọi người đều ở đây như thế sự tình lại yên ngươi có thể nói tính toán bị phong tiếu trần như vậy một quát trách móc, vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Hắn không khỏi nhìn một cái ở đây Dương Minh Tán Nhân bọn hắn liếc. Dương Minh Tán Nhân lúc này cẩn thận liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái, từ từ nói, mặc dù đối với tại Lý Công Tử ta là không hiểu rõ, ông cẩn thận thái độ. Nhưng lúc ngày liên quân chư lão đại biểu cho vạn thống giới rất nhiều đạo thống cộng đồng tục ký năm đó hiệp nghị, cho nên cũng tự ý nghĩa nhận đồng quân đình đạo thống trước mắt địa vị, coi như là quét sạch huyết vệ triều dân dư độc. Về phần năm đó hiệp nghị chính là rất nhiều đạo thống cùng tu la chiến thiên cân nhắc về sau xác định xuống đấy. Cho nên rất nhiều đạo thống đều không dị nghị. Dương Minh Tán Nhân cái này buổi nói chuyện mười phần chính thức, tìm từ cũng là cẩn thận, nhưng ít ra cũng là đại biểu cho một loại chính thức thái độ. Bất luận Dương Minh Tán Nhân như thế nào đối đại lý thất giả, cũng bất luận mọi người đối với lý thất giả ông thế nào thành kiến nhưng khi lúc Dương Minh Tu đã bọn hắn chư vị lão tổ đại biểu cho liên quân đồng ý tiếp tục thực hiện lấy cựu hiệp nghị, vậy thì ý nghĩa vạn thống giới hết thảy đạo thống yên nguyên thừa nhận năm đó Tu La Chiến Thiên ký xuống hiệp nghị, cũng thừa nhận quân đình đạo thống địa vị. Mà không phải năm đó do thiên đức chân thần chỗ cầm giữ ma giáo. Dương Minh Tán Nhân có thể nói là quyền cao chức trọng, nàng là Dương Minh giáo trưởng môn, lời của nàng tự là đại biểu cho Dương Minh giáo thái độ, tại cung đình đạo thống, Dương Minh Giáo có thể gọi thứ nhất, nàng cũng như nói vậy rồi, về phần mặt khác đạo thống cũng là tuân theo lấy như vậy ước định. Dương Minh tán nhân như thế tỏ thái độ, lập tức nhường vạn thọ quốc hoàng đế sắc mặt đỏ lên, cuối cùng sắc mặt đều bị chống thành màu gan heo, bởi vì ở thời điểm này hắn không thể chối bỏ Dương Minh tán nhân mà nói. Bằng không mà nói tựu là tương đương chối bỏ vạn thống giới hết thảy đạo thống thái độ, đây quả thực là cùng vạn thống giới hết thảy đạo thống trở mặt hắn cũng còn không có đứng vững gót chân đâu này lại làm sao có thể cùng vạn thống giới hết thảy đạo thống trở mặt đâu này huống chi hắn muốn đoạt quyền muốn chưởng chấp trường sinh đạo thống còn cần dương minh giáo bọn hắn đến thừa nhận vạn thọ quốc hợp pháp địa vị đây này vạn thọ quốc chẳng qua là trường sinh đạo thống một cái cương quốc mà thôi còn chưa có tư cách đi thay bề ngoại lấy trường sinh đạo thống tại đại sự thượng biểu thái phong tiếu trần không chút nào tình cảm lời này giống như là một bạc tai loại hung hăng quất vào vạn thọ quốc hoàng đế trên mặt. Tuy nhiên Dương Minh tán nhân bọn hắn đều không nói gì, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn không ra tự ý nghĩa tại đây sự kiện bên trên vạn thọ quốc còn không có phản đối tư cách, hắn muốn thay thế bề ngoài lấy trường sinh đạo thống, ít nhất bây giờ còn chưa được. Tự, coi như là như thế, nhưng, người trong ma giáo, bụng dạ khó lường, hắn lẻn vào chúng ta trường sinh đạo thống đem làm thủ tịch đại đệ tử, chính là có chỗ mưu đồ, nhất định là muốn mưu hại chúng ta trường sinh đạo thống mà phong tiếu trần ngươi biết rõ hắn là ma giáo đệ tử lại giữ kín không nói ra này là có mục đích mưu hại trường sinh đạo thống hư trường sinh đạo thống muôn đời chi cơ tội không thể tha vạn thọ quốc hoàng đế lớn tiếng nói ở đây trường sinh đạo thống rất nhiều môn phái tu sĩ cường giả trong khoảng thời gian ngắn là ngươi xem ta ta xem ngươi đấy mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải chân nhân đã dám do Lý Công Tử trở thành thủ tịch đại đệ tử, tự tất có nàng nguyên do. Phong Tiếu Trần lạnh lùng nói, trường sinh cốc sự tình, trường sinh đạo thống sự tình. Lúc nào do các ngươi vạn thọ quốc định đoạt rồi hả? Các ngươi vạn thọ quốc còn không có tư cách kia can thiệp. Thân là trường sinh đạo thống đệ tử, đối với trường sinh đạo thống an nguy, mỗi người có trách nhiệm, trường sinh đạo thống mỗi một sự kiện, tự là chuyện của chúng ta vạn thọ quốc hoàng đế lập tức quát khẽ, hiên ngang lẫm liệt. Tốt rồi, ngay tại vạn thọ quốc hoàng đế hiên ngang lẫm liệt thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay áo, đã cắt đứt hắn mà nói, vừa cười vừa nói, những này đường hoàng mà nói tự đừng bảo là, lãng phí miệng lưỡi. Tục Nói đến đây, Lý Thất Dạ mỉm cười, từ từ nhìn xem ở đây tất cả mọi người, nói ra, cùng đình đạo thống cũng tốt, ma giáo cũng thế, ta chính là ta, ta chính là lý thất dạ các ngươi cảm thấy ta là một tôn ma vương cũng được cho rằng ta là cuồng đồ cũng có thể ta là cái gì không cần thiết ngươi đi nhận đồng đạo lý của ta rất đơn giản người nào ngăn ta giết không tha bất kể là ai tựu là thương thiên đế tử cũng giống như vậy lý thất dạ nói như vậy lập tức nhường người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau đơn giản thô bạo người khác nói hắn là ma giáo hắn cũng là hoàn toàn không sao cả thái độ bá khí mười phần khẩu khí thật lớn vạn thọ quốc hoàng đế lập tức cùng tiếu quát lớn coi như là vạn thống giới ngăn tại trước mặt của ngươi ngươi cũng giết không xá sao ngươi muốn cùng toàn bộ vạn thống giới là địch sao không hề nghi ngờ vạn thọ quốc hoàng đế lời này là bụng dạ khó lường chính là muốn đem lý thất dạ kéo đến vạn thống giới đối địch diện đi chính là vạn thống giới sao đủ thành đạo lý thất dạ liền mí mắt đều không có trêu chọc một chút phong khinh vân đạm nói ra coi như là tam tiên giới ngăn cản ở trước mặt ta cũng như cũ giết không tha trên thế gian tầm đó thì sợ gì cùng con người làm ra địch lời này bá đạo vô cùng nhưng người ở chỗ này đều hút một hơi hơi lạnh quản chi là dương minh tán nhân cũng không khỏi chầm chầm vào lý thất dạ không phóng nói khoác không biết ngượng lý thất dạ căn bản liền không quan tâm nhỏ như vậy thủ đoàn tiểu âm mưu vạn thọ quốc hoàng đế đều thoáng cái không có chiêu khẩu khí thật lớn ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi có vài phần bổn sự ngay tại lý thất dạ lời nói một hạ xuống sông, hồi xuân công tử hét lớn một tiếng đứng dậy khiêu chiến lý thất dạ bằng ngươi sao lý thất dạ chỉ là nhìn hắn một cái y nguyên cao cao ngồi ở hoàng tọa phía trên không sai, bị lý thất dạ như thế miệt thị, hồi xuân công tử lập tức sắc mặt đỏ lên, kèn một thanh âm vang lên, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ lý thất dạ, quát to, có dám hay không ra nhất quyết sinh tử. Hồi xuân công tử trường kiếm trong tay chính là quan sóng nhộn nhạo, tự như là một dòng xuân thủy, hàng khí bức người, mười phần sắc bén, hắn thanh trường kiếm này tên là hồi xuân kiếm, là vạn thọ quốc một kiện trọng bảo, chính là do vạn thọ quốc một vị chân đế lưu lại đấy uy lực tuyệt luân. Chứng kiến hồi xuân công tử đứng ra khiêu chiến lý thất dạ. Tất cả mọi người đều không khỏi ổn định hô hấp rồi, hồi xuân công tử chính là trường sinh đạo thống trẻ tuổi đệ nhất nhân, nổi tiếng tam công tử, sắp sửa vấn đỉnh chân đế, sự mạnh mẽ tại trẻ tuổi là vô dung hoài nghi đấy, ngược lại là đối với lý thất dạ vị này thủ tịch đại đệ tử, mọi người cũng không biết hắn sâu cạn. Thành toàn ngươi. Lý thất giả tiện tay đưa tới, nghe được ken một thanh âm vang lên, một bả thiết kiếm nơi tay, đó là một thanh hết sức bình thường thiết kiếm, cái kia chẳng qua là ở đây một vị bình thường đệ tử chỗ xứng thiết kiếm mà thôi. Ra tay đi. Lý thất giả yên nguyên ngồi trên hoàng tọa phía trên, trong tay thiết kiếm mười phần tùy ý duỗi ra, nói ra. Lý thất giả tay cầm thiết kiếm, tư thái mười phần tùy ý, như thế tư thái, theo hồi xuân công tử, đó là một loại sĩ nhục, hắn điên cuồng hét lên nói, giết, khen, một tiếng kiếm ngân vang, chỉ thấy hồi xuân kiếm chính là hàng quan phóng lên trời, tự như là thủy triều mùa xuân đánh thiên bình thường, bàn bạc mênh mông, nghe được, ông, một thanh âm vang lên, hàng quan sông ở chân trời thời điểm một kiếm vung mạnh trảm mà xuống, phá núi nhạc, toái quần phong, một kiếm vung mạnh, trảm mà hạ thời điểm mặt đất đều đông đưa một chút, một kiếm chi uy, đích thật là có thể đủ đem mặt đất bổ ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà như thế hung mảnh một kiếm chém xuống thời điểm, lại bị lý thất dạ trong tay thiết kiếm tiện tay một ô tự chặn. Tiểu đạo mà thôi. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, trong tay thiết kiếm tùy ý vung lên, phanh một thanh âm vang lên, dường như thiên kiếm bình thường thiết kiếm bị đánh lui. Giết, hồi xuân công tử nộ tới cực điểm, trong tay hồi xuân kiếm vừa ra nháy mắt như mưa to gió lớn, tự như là bạo vũ lê hoa, trong khoảng thời gian ngắn cùng cùng kiếm quan trúc xuống mà xuống như đại giang chi thủy, vô cùng vô tận, phản phất muốn đem lý thất dạ bao phủ đồng dạng. Ken, 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 từng tiếng kiếm đánh không ngừng bên tai, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, trong khoảng thời gian ngắn là bóng kiếm trùng điệp. Quản chi hồi xuân công tử kiếm quan ngập trời, mỗi một kiếm đều tự như muốn đem lý thất giả khốn giống như chết, nhưng là lý thất dạ trong tay thiết kiếm chỉ là nhẹ nhàng một ô một đương, tự hời hợt hóa giải hồi xuân công tử kiếm thế. Đó cũng không phải nói hồi xuân công tử kiếm thế không đủ cường đại, cũng không phải hồi xuân công tử kiếm thế không đủ áo diệu. Trái lại, hồi xuân công tử kiếm thế diễn biến huyền diệu vạn phần, nhưng hết lần này tới lần khác lý thất dạ một kích liền đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, một kích tức bại, giống như là một đầu độc xà đồng dạng mỗi lần đều bị khóa lại bảy tắc. Phanh một tiếng vang thật lớn, lý thất dạ thiết kiếm lại một lần nữa đánh tan hồi xuân công tử kiếm thế, một kiếm phía dưới, lập tức đem hồi xuân công tử bức lui. Lập tức nhường hồi xuân công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, kiếm thức của hắn cường hoành, vậy mà đều bị lý thất dạ như thế hóa giải mất. Tốt, ta xem ngươi có thể phá giải kiếm thức bao lâu. Hồi xuân công tử giận quá mà cười, lấy ra một cái hộp gấm, thần thái trịnh trọng. Đem làm hộp gấm mở ra thời điểm, một cổ mùi thuốc xông vào mũi, chỉ thấy trong hộp gấm giả trang một khỏa chim bồ câu trứng lớn nhỏ đang dược cái này đang dược đỏ thẫm như hỏa thậm chí hình như là có hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng thần hỏa cùng bạo đan chứng kiến viên đang dược kia liền dương minh tán nhân cũng không khỏi kinh ngạc thần hỏa cùng bạo đan nghe thấy dạng danh tự ở đây rất nhiều đại giáo cương quốc trưởng môn trưởng lão cũng không khỏi chấn động cái này đây là vạn thọ quốc bất thế bảo đan cực kỳ hiếm có đây là có thể để cho người công lực cùng bạo tăng vọt có một vị thế gia trưởng lão hoảng sợ nói. Ngay tại tất cả mọi người giật mình thời điểm, chỉ thấy hồi xuân công tử đã một hơi đem cái này như chim bồ câu trứng lớn nhỏ thần hỏa cùng bạo đang nuốt xuống rồi. Chương 2330, Thiên nộ nhất kiếm Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc hồi xuân công tử nuốt vào cái này một khỏa thần hỏa cùng bạo đang về sau, cả người phúng dũng ra liệt diễm, cả người giống như là hỏa thần đồng dạng, ngay tại trong một chớp mắt, trên người hắn liệt diễm nháy mắt phóng lên trời, trước mắt như vậy một màn giống như là một tòa cực lớn không gì sánh được công việc núi lửa bộc phát đồng dạng, cái loại này hỏa diễm cùng sạch thiên địa khí thế, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Đã nghe được ông một thanh âm vang lên, ở này thạch hỏa điện quan tầm đó. Hồi xuân công tử trên đỉnh đầu hiện lên 12 mệnh cung, cả người hắn bị thần diễm bao vây lấy, khiến người thoạt nhìn cảm giác có nói không nên lời thần thánh. Là chân đế sao? Mặc dù nói hồi xuân công tử trên đỉnh đầu 12 mệnh cung chỉ có hắn bản thân mệnh cung bị điểm sáng, những thứ khác 11 cái mệnh cung yên nguyên u ám không sáng, nhưng trên người hắn phát ra khí tức lại không giống người thường. Lúc này hồi xuân công tử trên thân tản mát ra một cổ bàn bạc khí tức, cái này cổ bàn bạc khí tức tự hồ là bao trùm cửu thiên thập địa, tự hồ như là trưởng chấp càng khôn, hình như là một tôn chân đế đồng dạng, nhưng cổ hơi thở này lại chưa tính là chân chính chân đế khí tức, nó không giống chân đế khí tức như vậy thuần túy, không có chân chính chân đế nội tình, nhưng nó yên nguyên thần thánh cường đại. Đây không phải chân đế, nhưng có được loại này thực lực cấp bậc. Có từng thấy chân đế lão tổ không khỏi giật mình nói, đây là cưỡng ép đem chính mình thực lực tăng vọt đến một cung chân đế, tuy nhiên đạo hành yên nguyên không thay đổi, nhưng cái này đích thực thật là có được lấy chân đế lực lượng. Thần hỏa cùng bảo đan, quá kinh khủng, ăn vào viên thuốc này. Liền có thể nhường lực lượng điên cuồng tăng vọt, khó trách sẽ trở thành vạn thọ quốc vô thượng bảo đan. Có thế gia trưởng lão cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc. Thần hỏa cùng bảo đan, đây chính là vạn thọ quốc nhất theo chi vì ngạo vô song bảo đan, viên thuốc này có thể để cho người dùng thực lực điên cuồng đại tăng vọt, mặc dù nói viên thuốc này phục dụng về sau có nhất định di chứng, nhưng là nó thật sự là thật là bá đạo, có thể ở nháy mắt nhường người dùng thực lực tăng lên mấy cái cấp độ, đúng là bởi vì như thế, như thế bảo đang không biết rõ nhường bao nhiêu người khao khát. Nhưng như vậy bảo đang đối với vạn thọ quốc mà nói luyện chi không dễ, mười phần trân quý, rất ít người có thể có được như vậy bảo đang. Ông, một thanh âm vang lên, lúc này hồi xuân công tử trong tay xuân về công bộc phát ra không đồng dạng như vậy hào quang, tại đây trong một chớp mắt xuân về công hiện lên một vòng lại một vòng kiếm quang, mỗi một vòng kiếm quan hình như là mở ra một cái thế giới đồng dạng, tại lúc này một cái thế giới bên trong tựa hồ đứng đấy một người, đó là một tôn to lớn cao ngạo không gì sánh được thân ảnh. Đó là một tôn chân đế, có được lấy trên đời không gì sánh được lực lượng. Lực lượng như vậy tự hồ có thể trấn áp vạn vực. Đây chính là xuân về công chân chính lực lượng, nó là chân đế chi kiếm, tại thời khắc này nó lực lượng cường đại nhất rốt cục bạo phát tại ngày thường hồi xuân công tử còn không cách nào ngự ngự lực lượng như vậy, nhưng hiện tại đem làm thực lực của hắn tăng vọt đến chân đế thời điểm, vậy hoàn toàn không đồng dạng rồi. Nhận lấy cái chết. Ở này trong một chớp mắt, hồi xuân công tử tin tưởng là trước nay chưa có tăng vọt, hắn cảm giác mình giống như là chân đế giáng lâm đồng dạng, có được lấy bao trùm bát phương thực lực. Ken, Ken, Ken từng tiếng vang lên, ở này trong một chớp mắt chỉ thấy hồi xuân kiếm hào quang giống như là tụ lại đồng dạng, tự hồ tại đây trong một chớp mắt do thiên địa kiếm đạo ngưng tụ thành một bả thiên kiếm, cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả thanh trường kiếm đều hóa thành phúng dũng ra liệt diễm cự kiếm, cái thanh này cự kiếm chống trời mà đứng thời điểm, mang theo thiểm điện tiếng sấm. Như vậy một bả cự kiếm tự hồ là chọc phá bầu trời, tự hồ nó là theo thượng thiên chỗ lắng xuống khiển trách chi kiếm, nó mang theo thượng thiên lực lượng, có thể chém giết hết thảy si mị võng lượng. Thiên nộ nhất kiếm quá cường đại. Hồi xuân công tử vậy mà thi xuất thiên nộ nhất kiếm, cái này, đây là vạn thọ quốc chân đế chuyên hưởng kiếm thức. Chứng kiến như vậy một kiếm, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi giật mình. Thiên nộ nhất kiếm, chứng kiến như vậy một kiếm, không biết rõ có bao nhiêu đại giáo cương quốc đại nhân vật đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nghe qua một kiếm này uy danh. Thiên nộ nhất kiếm, chính là do vạn thọ quốc một vị chân đế sáng chế kiếm thức, kiếm này có được lấy thiên nộ lực lượng, là mười phần cấm kỵ lực lượng tại đây một kiếm chi lực có thể siêu việt cảnh giới chém giết địch nhân nhưng là một kiếm này rất khó thi xuất đến thậm chí vạn thọ quốc các đời lão tổ cho rằng như vậy một kiếm cũng chỉ có chân đế mới có tư cách thi triển đi ra nhưng bây giờ do hồi xuân công tử thi triển đi ra rồi này làm sao không cho người chịu rung động đây này bàn môn tả đạo giết không tha hồi xuân công tử điên cuồng hét lên một tiếng cái thanh này ngang trời độ cao nộ kiếm thẳng trảm mà xuống mười phần hung mảnh bá đạo nghe được oanh một tiếng vang thật lớn tại đây một kiếm phía dưới liền hư không đều nứt vỡ đáng sợ nhất chính là hư không lưu lại đốt trọi dấu vết liền không gian đều ở đây trong một chớp mắt bị đốt cháy có thể nghĩ khủng bố như thế một kiếm là cỡ nào cường đại rồi người ở chỗ này coi như là có đăng thiên chân thần chứng kiến như vậy một kiếm cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến quản chi là dương minh tán nhân nhìn xem như vậy một kiếm cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ ông một thanh âm vang lên đối mặt như thế bá đạo một kiếm lý thất dạ trong tay thiết kiếm chỉ là tiện tay đánh trúng mà thôi ken một thanh âm vang lên thiết kiếm chặn như thế cuồng bạo một kiếm nhưng nó cuối cùng là thiết kiếm quản chi đánh trúng vào nộ thiên nhất kiếm chỗ hiểm nhưng y nguyên bất lực tại sự tình trước sức mạnh tuyệt đối thì mưu mô quỷ kế chả có nghĩa lý gì chứng kiến lý thất giả thiết kiếm quản chi là đánh trúng vào nộ thiên nhất kiếm chỗ hiểm vẫn là không làm nên chuyện gì có lão tổ nhìn ra mánh khóe tại lực lượng tuyệt đối phía dưới hết thảy xảo kỹ đều không làm nên chuyện gì đều sẽ bị lực lượng tuyệt đối trấn áp phanh một thanh âm vang lên thiết kiếm cuối cùng là thiết kiếm không chịu nổi nộ thiên nhất kiếm lực lượng cả đem thiết kiếm nứt vỡ hóa thành vô số toái thiết oanh một tiếng vang thật lớn Nộ thiên nhất kiếm nứt vỡ thiết kiếm về sau, kiếm thế không ngưng phản trướng, kẹp lấy hủy thiên diệt địa lực lượng chém ra lý thất dạ. Lúc như vậy cùng bá một kiếm còn không có chạm đến lý thất dạ thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lý thất dạ quanh thân không gian đều đã nứt vỡ rồi. Tự hồ một kiếm này cùng bạo lực lượng còn không có chém xuống đến liền có thể đem lý thất dạ nghiền thành thịt vùng. Cẩn thận, chứng kiến nộ thiên nhất kiếm chém rụng, lý thất dạ quanh thân không gian đều nứt vỡ, một nhã lan các nàng cũng không khỏi cả kinh, quát to một tiếng. ông, một tiếng kiếm quang vang lên, ngay tại một kiếm chém rụng tại lý thất dạ trên thân thời điểm, chỉ thấy lý thất dạ bàn tay một trương, một gốc cỏ non hiển hiện, cái này gốc cỏ non nháy mắt phúng dũng ra vô cùng vô tận kiếm quang. ở này thạch hỏa điện quang tầm đó cái này gốc cỏ non hóa thành chống trời cự kiếm, cái thanh này cự kiếm thật sự là quá mức cự đại rồi, đem toàn bộ không gian đều chiếm cứ một bả cự kiếm tự như thải dược phong khổng lồ như vậy, thẳng vào bầu trời ở trong chỗ sâu, lúc như vậy cự kiếm nháy mắt đâm vào bầu trời thời điểm, nhật nguyệt xuất nhập trong đó. Ngân hà vần quanh. Cứ như vậy một bả ngân hà cự kiếm xuất hiện thời điểm, phanh một thanh âm vang lên, riêng là kiếm cương tự chặn hồi xuân công tử nộ thiên nhất kiếm rồi. Mặc dù nói hồi xuân công tử nộ thiên nhất kiếm mười phần cực lớn, nhưng cùng cái thanh này ngân hà cự kiếm so sánh với đến, nộ thiên nhất kiếm cái kia chẳng qua là sinh trưởng trên thải dược phong một gốc cỏ non mà thôi ở này trong một chớp mắt lý thất dạ trong tay ngân hà cự kiếm theo tay vung lên nghe được phanh một thanh âm vang lên nộ thiên nhất kiếm nháy mắt nứt vỡ thần hỏa thoáng cái dập tắt nghe được phanh thanh thúy thanh âm vang lên hồi xuân kiếm thoáng cái nát bấy đây chính là chân đế chi kiếm mười phần cường đại nhưng là tại đây một kiếm phía dưới vẫn là thoáng cái nát bấy hồi xuân công tử cả người bị một kiếm nện đến đã bay đi ra ngoài, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, thân thể của hắn đánh thủng từng tòa ngọn núi, máu tươi nhuộm hồng cả từng tòa ngọn núi, tanh đỏ lóa mắt. Bị đụng xuyên từng tòa trên ngọn núi không chỉ là máu tươi nhuộm đỏ, nhưng lại có thịt nát treo ở trên loạn thạch. Thảo kiếm đánh tiên thức thuật. Như vậy kiếm thức lý thất dạ chỉ là tiện tay nhặt ra mà thôi. Cũng là uy lực vô cùng, đồ thần trảm đế, hồi xuân công tử tại đây nhất thức phía dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn như vậy một mạng, tất cả mọi người về lại thẫn thờ, thật lâu im lặng. Bao nhiêu trong lòng người chấn động, hồi xuân công tử thế nhưng mà tam công tử một trong, xuân về công tuyệt thế thiên tài, hiện tại phục dụng thần hỏa cùng bạo đan rồi, yên nguyên không phải đối thủ của lý thất dạ. Mới tam công tử người chọn lựa muốn sinh ra rồi có người phục hồi tinh thần lại. Không khỏi thì thào nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi ngươi xem ta, ta xem ngươi đấy, lý thất giả đánh bại hồi xuân công tử, không hề nghi ngờ, hắn là có tư cách xếp vào tam công tử bên trong. Quá yếu. Lý thất giả ngồi cao tại hoàng tọa, hời hợt nói, mười phần bình thản. Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, không phải hồi xuân công tử quá yếu, mà là lý thất giả quá mạnh mẽ, ở thời điểm này mọi người đều biết, lý thất giả cái này thủ tịch đại đệ tử, cái kia tuyệt đối không phải cái gì kẻ yếu, cũng không phải bởi vì hắn may mắn liền có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử đấy. Đây là thực lực chân chính. Đem làm hồi xuân công tử bị dơ lên lúc trở lại, hắn đã là huyết nhục mơ hồ, cả người hấp hối rồi, lúc này hắn không chỉ là thân thể trọng thương, liền chân mệnh đều nứt vỡ rồi, mắt nhìn là không sống nổi, tại nặng như vậy chế phía dưới, quản chi vạn thọ quốc dược đạo lại nghịch thiên cũng cứu không được hắn rồi mặc dù nói dựa vào vạn thọ quốc thực lực có thể cải tạo hồi xuân công tử thân thể nhưng là chân mệnh nước vỡ đây là vạn thọ quốc thì không cách nào cải tạo đấy trên thế gian tầm đó khó cải tạo chân mệnh người đó là trải rác không có mấy cho dù vạn thọ quốc dốc hết hết thảy lực lượng thật sự có thông thiên thủ đoạn vì hồi xuân công tử cải tạo nước vỡ chân mệnh rồi nhưng quản chi hồi xuân công tử được cứu sống rồi Yên Nguyên cũng là một tên phế nhân. Thế gian chỉ sợ không có mấy người có thể đem nứt vỡ chân mệnh bình yên vô sự cải tạo trở về đấy, nếu quả thật có người như vậy, kia chỉ sợ sẽ không lưu lại vàng thống giới, chỉ sợ sớm đã bị người đóng tiên thống giới rồi. Xuân Nhi, chứng kiến hồi Xuân Công tử thảm khuôn mẫu, vạn thọ quốc hoàng đế không khỏi quát to một tiếng. Tiểu súc sinh Ta liều mạng với ngươi, chứng kiến hồi Xuân Công tử mau trở lại không được, vạn thọ quốc hoàng đế không khỏi hét lên một tiếng muốn xông đi lên cùng lý thất giả nhất quyết sinh tử nhưng hạo chiến lão tổ thoáng cái ngăn cản hắn lập tức không cho hắn tiến lên quát khẽ nói bệ hạ ngươi không phải là đối thủ của hắn hạo chiến lão tổ so về vạn thọ hoàng đế đến đó là càng có ánh mắt lúc này hắn hiểu được coi như là vạn thọ quốc hoàng đế ra tay cũng chỉ là đi chịu chết Chương 2331, Phong Tiếu Trần Đan Đạo Bị hạo chiến lão tổ ngăn lại về sau, vạn thọ quốc hoàng đế vẫn là vô cùng phẫn nộ chầm chầm vào lý thất dạ, hai mắt phúng ra lửa giận, hận không thể đem lý thất dạ phá tan thành từng mảnh. Lão tổ, thỉnh ngươi ra tay, lập tức đem tiểu tử này xuất sinh chém giết. Lúc này vạn thọ quốc hoàng đế hai mắt phúng ra lửa giận, nói với hạo chiến lão tổ. Hạo chiến lão tổ hít sâu một tiếng, đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, chầm chầm vào Lý Thất Già. Dạ. Hắn đứng ở vạn thọ quốc bên này, đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, đây là một hồi đổ máu chiến tranh. Ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lão Hủ không biết tự lượng sức mình, nguyện lĩnh giáo công tử cao chiêu. Hạo Chiến lão tổ sâu hít thở sâu một hơi khí, thần thái ngưng trọng, quản chi hắn vị này sắp vấn đỉnh bất hủ đăng thiên chân thần, vẫn là cẩn thận không gì sánh được, vẫn là không dám coi thường bởi vì lý thất dạ thực lực đã rất xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn thái đại vĩ ta cùng lĩnh giáo cao chiêu của ngươi là được cần gì công tử đây này đối mặt hạo chiến lão tổ khiêu chiến lý thất dạ còn chưa mở miệng đang vương phong tiếu trần đứng dậy phong huynh thực sự không phải là ta xem nhẹ ngươi tuy nhiên ngươi đang đạo vô địch nhưng luận đạo đi ngươi xa không bằng ta hạo chiến lão tổ lắc đầu nói ra còn là thỉnh công tử đến a à? ta biết rõ. Đang vương phong tiếu trần, cười nhạt một tiếng, nói ra, lại có làm sao một trận chiến đâu này. Ngươi có thủ đoạn của ngươi, ta cũng có của ta thần thông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phong tiếu trần lời nói hạ xuống sông, hắn đã là ông ấp lấy một cái dược lô, cái này dược lô nháy mắt phúng dũng ra lò lửa, lò lửa hừng hực, hơn nữa là lô hỏa thuần thanh. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, Lúc phong tiếu trần ông ấp dược lô thời điểm, dược lô tràn ngập mùi thuốc, ở này trong một chớp mắt, phong tiếu trần tự như cùng hắn dược lô hòa hợp một đoạn đồng dạng, cùng lúc đó, phong tiếu trần thoáng cái tự như tuổi trẻ hơn 10 tuổi đồng dạng, nhụm xương tóc vậy mà đen bóng lên, liền khuôn mặt đều càng có huyết khí, tự hồ tại đây trong một chớp mắt phong tiếu trần phản lão hoàng đồng đồng dạng. Phản lão hoàng đồng sao? Chứng kiến phong tiếu trần thoáng cái tuổi trẻ nhiều như vậy, rất nhiều người đều thất kinh dù sao trường sinh là không biết rõ có bao nhiêu lão tổ sợ hướng mê hoặc sự tình bây giờ nhìn đến phong tiếu trần bỗng nhiên ngay lúc đó hình như là phản lão hoàng đồng này làm sao không đem mọi người sợ đến nhảy dựng lên không ít lão tổ càng là thoáng cái tim đập thình thịch phong huynh đây là muốn cùng ta sinh tử tương bác vậy mà xuất ra năm tháng tuổi thọ đến đánh với ta một trận chứng kiến phong tiếu trần tự như thoáng cái trẻ lại không ít hào chiến lão tổ từ từ nói tự như ngươi lời nói, ta là võ đạo không bằng ngươi, nhưng đang đạo vô song. Ta tự vượt qua chừng trăm năm năm tháng, cầm như vậy điểm tuổi thọ đến cùng ngươi đánh cược một lần. Phong Tiếu Trần không khỏi nhàn nhạt nói. Đem làm Phong Tiếu Trần xuất ra cái này trên trăm năm năm tháng tuổi thọ đến, cả người hắn biến thành không đồng dạng, ở này trong một chớp mắt hắn tự như là đem mình một trăm năm lực lượng đều gắn kết tại giờ khắc này, đây là khiến cho hắn tại đây trong một chớp mắt lực lượng leo đến một cái toàn bộ độ cao mới. Nghe được, ông, một thanh âm vang lên, chỉ thấy từng sợi hào quang tách ra, loại này hào quang mười phần sáng chói, mười phần ống ánh, mỗi một sợi hào quang đều tách ra lấy sinh mệnh sáng rọi, mỗi một sợi hào quang đều tách ra lấy năm tháng vần sáng. Mười phần làm cho người chú mục, đây là mười phần thuần túy lực lượng, tựa hồ có thể xé rách muôn đời, cắt đứt âm dương chứng kiến phong tiếu trần tự như chìm nổi tại trong năm tháng người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ổn định hô hấp quản chi là lão tổ cấp bậc nhân vật cũng không khỏi vì đó lẫm liệt gắn kết năm tháng tuổi thọ đây không phải ai cũng có thể làm được đấy cho dù có người cường đại đến có thể gắn kết năm tháng tuổi thọ cũng không dám như thế tiêu xài đặc biệt là đối với niên kỷ đã già lão tổ mà nói càng phải như vậy một ngày sau một ngày còn muốn trân quý nhưng là lúc này phong tiếu trần lại gắn kết trăm tuổi thời gian đem tại trăm tuổi thời gian đều tiêu hao tại thời khắc này đây là khổng lồ cỡ nào thủ bút đây chính là ý nghĩa hắn thoáng cái rút ngắn tuổi thọ cách làm như vậy người trẻ tuổi có lẽ còn không có có cảm giác gì nhưng là đối với phong tiếu trần bọn hắn dạng này lão tổ mà nói đây chính là rất kinh người đại giới trăm năm tuổi thọ đối với bọn hắn mà nói là vô giá đấy nhưng lúc này phong tiếu trần lại dễ dàng lấy ra rồi không sợ hao tổn cái này trăm tuổi tuổi thọ cách làm như vậy nhường không ít trong lòng người cũng nhút nhát cái này là phong tiếu trần ưu thế lớn nhất hắn đang đạo vô song đặc biệt là hắn luyện ra trường sinh đan càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ phong tiếu trần dám xuất ra trăm tuổi thời gian đến đánh cược một lần đó là bởi vì chính hắn có nghịch thiên thủ đoạn kéo dài tánh mạng tại đây một điểm trên đừng nói là hạo chiến lão tổ người ở chỗ này chỉ sợ không có ai có thể so ra mà vượt rồi phong tiếu trần trường sinh đang trên thế gian nhất tuyệt, hắn cho mình lại tục trăm năm tánh mạng, đây cũng không phải là là việc khó. Tốt, ta bồi phong huynh một trận chiến. Gặp phong tiếu trần gắn kết trăm năm năm tháng. Hạo chiến lão tổ cũng không dám khinh địch, một bước đạp thiên, bao trùm bầu trời. Vậy một trận chiến, phong tiếu trần thét dài một tiếng, phóng lên trời, kèn một thanh âm vang lên, trong lòng ngực của hắn dược lô uyển nháy mắt khổng lồ không gì sánh được, tự như một tòa cự nhạc hô thiên rít gào bình thường đánh tới hướng hạo chiến lão tổ. Tới tốt. Nhìn thấy phong tiếu trận một lò đánh tới, hạo chiến lão tổ cũng dài rít gào một tiếng, một bả cự chu y nơi tay, cái thanh này cự chu y tinh quang tránh né, phanh một thanh âm vang lên, một búa tự đánh nát hư không, hung hăng đánh tới hướng dược lô. Cự chu y nền xuống dưới lúc, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại đây một búa phía dưới không gian nứt vỡ, mấy ngày liền vũ trong ngôi sao đều vì đó tuôn rơi. quanh một tiếng tầm đó, hai kiện binh khí tương bính bắn tung toé tia lửa, mỗi một hạt đống lửa nhỏ tung toé ra thời điểm cũng có thể dung mất hư không, mười phần bá đạo. phanh 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 từng đợt sụp đổ đánh không ngừng bên tai. ở thời điểm này hạo chiến lão tổ cùng phong tiếu trần hai người là càng chiến càng hăng, đặc biệt là phong tiếu trần rõ ràng là rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn càng đánh càng hung mạnh huyết khí càng đánh càng tràn đầy. Theo niên kỷ mà nói, phong tiếu trần so hạo chiến lão tổ niên kỷ muốn đại, theo đạo lý mà nói, phong tiếu trần một khi thời gian chiến đấu trường nên là như vậy huyết khí hao tổn quá nhiều, làm cho huyết khí không kế, đây là thưởng thức. Nhưng là như vậy thưởng thức tại phong tiếu trần trên thân một điểm đều không hữu dụng, phong tiếu trần huyết khí là càng chiến càng tràn đầy, ngược lại hạo chiến lão tổ theo thời gian chuyển dời, huyết khí của hắn ngược lại hao tổn lợi hại, đây cũng là đưa đến phong tiếu trần tuy nhiên đang ở hạ phong, lại là càng đánh càng hung mãnh, Cái này là phong tiếu trần nghịch thiên địa phương, ai bảo hắn là đang đạo vô địch đâu này, tuy nhiên đạo hành không bằng hạo chiến lão tổ, nhưng hắn vẫn là tùy thời tùy chỗ hắn đều có trăm ngàn chủng phương pháp bổ sung huyết khí của mình, thậm chí trọng thương về sau đều có thể tại thạch hỏa điện quan tầm đó khôi phục, tại hắn đang đạo hỗ trợ phía dưới, nhưng phong tiếu trần bạo phát khủng bố không gì sánh được thực lực mọi người xem lấy phong tiếu trần cùng hạo chiến lão tổ hai người theo trên bầu trời một mực chiến đến bầu trời ở trong chỗ sâu chiến đấu đến ngôi sao đều đông đưa trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ có bao nhiêu người xem đến tâm thần dao động phong tiếu trần cùng hạo chiến lão tổ bọn họ là trường sinh đạo thống hai đại lão tổ bọn hắn cũng coi là trường sinh đạo thống cọc tiêu hiện tại hai người bọn họ đều buông tay sinh tử đánh cược một lần tại đây một trận chiến đỏ sức cái này trông lại cho trường sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả không đồng dạng như vậy góc độ cho tới nay rất nhiều người đều cho rằng nếu như một cái tu sĩ thiên tài quá mức đắm chìm ở dược đạo sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tự mình tu hành cái này cũng là đích thật là như thế tự lấy đan vương phong tiếu trần mà nói thiên phú của hắn chưa chắc hạo chiến lão tổ chênh lệch nhưng là bởi vì hắn đem nhiều thời gian hơn tốn tại đan đạo phía trên cảnh này khiến hắn đạo hành đích thật là xa không bằng hạo chiến lão tổ. Nhưng, vốn là thực lực sai biệt quá nhiều hai người bọn họ, hôm nay đang vương phong tiếu trần lại nhiên nhiên tự mình vô địch đang đạo hỗ trợ, vậy mà cùng hạo chiến lão tổ chiến đấu đến lông trời lỡ đất, mặc dù nói phong tiếu trần còn là đang ở Hà phong, ở vào bị đánh cục diện, nhưng là một lúc sau, hạo chiến lão tổ huyết khí không kế khuyết điểm cũng là thoáng cái bộc lộ ra đến rồi. Ngươi là tự sát, còn là ta ra tay đâu này? ngay tại phong tiếu trần cùng hạo chiến lão tổ chiến đấu đến khó hòa giải thời điểm lý thất dạ nhìn xem vạn thọ quốc hoàng đế ngươi vạn thọ quốc hoàng đế lập tức sắc mặt đại biến không khỏi lui về phía sau một bước nghiêm túc kêu lên tiểu tử ngươi chớ có cuồng chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết đây này vậy sao lý thất dạ vừa cười vừa nói ít nhất trong mắt của ta hiện tại ta giết ngươi rồi đó là khẳng định sự tình nói xong ma sát lấy nắm đấm. Ngươi vạn thọ quốc hoàng đế không khỏi sắc mặt đại biến. liền lùi lại vài bước, tại thời khắc này hắn cũng ý thức được tự mình không phải đối thủ của lý thất dạ. Ở này trong một chớp mắt, vạn thọ quốc hoàng đế lấy ra một cái ốc biển, lập tức thổi lên nổi lên, ô, lâu dài tiếng ốc biển vang vọng toàn bộ dược lư. Ở thời điểm này, tại dược lư vô cùng vài tòa trên ngọn núi cũng ngay sau đó vang lên, ô, tiếng ốc biển chỉ thấy cái này vài tòa ngọn núi hào quang tránh né, một hồi thiết kỵ thanh âm vang lên, chỉ thấy ngân long quân đoàn đội ngũ xuất hiện tại đây chút ít trên ngọn núi. Cái này từng tòa trên ngọn núi không chỉ là xuất hiện ngân long quân đoàn thiết kỵ, còn xuất hiện từng bầy bị giới áp lấy các môn các phái đệ tử. Là đổ sư tỷ bọn hắn. Chứng kiến một cái ngọn núi bên trên bị ngân long quân đoàn giới áp lấy đệ tử, tần thực dược các nàng không khỏi biến sắc. Bởi vì những này bị tịch biên đệ tử đúng là bọn hắn trường sinh cốc đệ tử. Là Bạch sư bá bọn hắn, có ở đây tất cả môn phái tu sĩ cường giả chứng kiến những này bị giới áp tu sĩ cường giả, cũng không khỏi kinh hãi. Sư phụ cũng có ở đây tu sĩ cường giả sắc mặt đại biến, không khỏi quát to một tiếng. Không hề nghi ngờ, những này bị giới áp các môn các phái tu sĩ cường giả đúng là ngày hôm qua bị vạn thọ quốc bắt sống bắt giữ đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện có chút hỗn loạn, ở đây rất nhiều kiên định ủng hộ đại giáo cương quốc vừa nhìn thấy trưởng bối của mình, đệ tử đều bị tịch biên, cũng không khỏi lo lắng. Hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Lúc này vạn thọ quốc hoàng đế diện mục dữ tận nói. À, nếu như ta không nhận thua đâu này. Lý thất dạ nhìn xem vạn thọ quốc hoàng đế, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi không nhận thua thúc thủ chịu trói, như vậy những người này đi cùng ngươi chết. Vạn Thọ quốc hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói ra: "Trường Sinh cốc rất nhiều đệ tử cấu kết ma giáo. Mưu cầu sáng vị đoạt quyền, mưu hại Trường Sinh đạo thống. Hôm nay chúng ta vì Trường Sinh đạo thống thanh lý môn hộ, quét sạch độc chảy tà nghiệt." Còn Trường Sinh đạo thống một cái sáng sủa trời nắng. Vốn lúc ấy Vạn Thọ quốc tịch biên nhiều như vậy ủng hộ Trường Sinh cốc môn phái đạo thống đệ tử, vì là lúc sau cho tất cả môn phái tạo áp lực, nhường bọn hắn quy thuận tại Vạn Thọ quốc không có nghĩ đến nhưng bây giờ sớm dùng tới rồi